Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. chương 1451, đây là tình thương của trạc một. Chỗ sâu trong vân vụ sơn. Bành bành bành. Một bóng người bay ngược ra, sống lưng đâm vào trong nham thạch, vẻ mặt như giấy trắng, phun máu tươi từng ngụm. Người này gãy mất một cánh tay, xương cốt trước ngực cũng bể nát không dưới 10 nơi, thoạt nhìn thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Đối diện hắn, là thánh thú loại vượn hình thể to lớn, toàn thân đen kịt, nắm đấm thô to, lực lượng kinh người. Ta còn không có lấy được vân vụ hoa, còn không thể chết. Cắn răng một cái, từ trong nham thạch chui ra, ánh mắt bóng người nhìn lại nơi xa, thẳng tắp vọt lên. Đáng giận, thấy tên này còn có thể kiên trì, cái mũi thô to của thánh thú phun ra một hơi nóng hầm hập, hừ lạnh một tiếng. Đã tới cấp bậc thánh thú, đã có thể miệng nói tiếng người. Kẻ trước mắt này, nửa canh giờ trước liền bị nó gặp gỡ, cốn cho rằng một gia hỏa thánh giả nhất trọng trung kỳ, tùy tiện hai quyền, coi như không chết, cũng có thể dọa đến tè ra quần, bỏ trốn mất dạng. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, người này căn bản không quản tổn thương có nặng hay không, cứ xông về trước. Vừa đánh vừa đuổi, tên này tiếp không dưới 20 quyền. Nắm đấm nặng như thế, coi như thánh giả cung cấp với nó, cũng sẽ bị dọa đến không còn dám đi, không kiên trì nổi, nhưng tên này lại không quan tâm, chỉ cần khôi phục một chút thể lực, liền liều mạng lao về phía trước, cả người như kim cương đánh không chết, xem như nó cũng cảm thấy có chút bối rối. Âm âm, nhanh chóng phi hành, lực lượng chèn ép không khí, phát sinh nổ tung, thánh thú lần nữa đánh bóng người xuống mặt đất, xương cốt cả người không biết gãy mất bao nhiêu. Phốc phốc phốc. Audio điện tử võ tấn bền. Nhân loại miệng phun máu tươi, nội tạng giống như muốn phun ra, mắt thấy không được, ai ngờ sau một khắc, lần nữa từ khu vực đổ nát thoát ra tiếp tục lao về phía trước tên này đến cùng muốn làm gì a à? thánh thú cũng cảm thấy xem không hiểu bất kể người hay linh thú thánh thú đều mang theo kính sợ đối với sinh mạng tên này làm như vậy quả thực giống như chịu chết nhanh sắp tới địa phương vân vụ hoa sinh trường không đi quản ý nghĩ trong lòng hồng viên thú lần nữa từ dưới đất bò dậy ngụy trường phong nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh con mắt lộ ra hy vọng Hắn vốn nghĩ, lặng yên không tiếng động đi tới sơn mạch, lấy được một gốc vân vụ hoa liền đi, nằm mơ cũng không nghĩ tới bị phát hiện, thậm chí còn đưa tới ra hỏa cường đại như thế. Nói thật, hắn là linh tài các các chủ, bảo vật không ít, nhìn thấy tên này, nếu xoay người bỏ chạy, khẳng định có thể rời đi, chỉ là như thế lại muốn lấy được vân vụ hoa, liền không thể nào. Thứ này có thể đổi thập diệp hoa, có thể cứu nữ nhi của hắn, cho dù chết. Cũng phải cầm tới. Bành! lần nữa bị đánh trúng ngã lộn lăn vài vòng rơi trên mặt đất ngụy trường phong chỉ cảm thấy khí lực toàn thân càng ngày càng yếu bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi thân thể trong lờ mờ như thấy được một bóng người vẫy hắn mặc dù còn chưa thấy qua không biết là nam hay nữ nhưng đó là con của chúng ta coi như liều mạng chết cũng không thể để nó bị thương tổn nàng ngồi xếp bằng trên mặt mang nước mắt quay đầu nhìn qua ta biết ngươi yêu ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ta. Không, ngụy trường phong gấp gáp vẫy tay, nhưng lúc này lực lượng trong cơ thể hắn bị phong cấm, nằm trên mặt đất động một cái cũng không thể. Ta vốn trọng thương, đã sống không được bao lâu, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta bảo vệ con mình. Một tiếng thấp giọng hô, lực lượng toàn thân nữ tử hóa thành hồng lưu tràn vào trong bụng, hài tử thuận lợi ra đời, tiếng khóc lanh lảnh vang vọng cả sơn động. Suốt cục hắn phá được phong ấn mà nữ tử đã không có khí lực, nằm trong ngực, khóe miệng mang theo mỉm cười. Trường Phong, phải chiếu cố con của chúng ta thật tốt, nuôi dưỡng nữ nhi của chúng ta thành người, như vậy cho dù chết, ta cũng có thể mỉm cười ở dưới cửu tuyền. Nói còn chưa dứt lời, người liền đi. Nữ nhi của ngươi, ở trong thai bị công kích, chỉ sợ không sống qua ba tháng. Một y sư lục tinh lắc đầu. Ngụy Trường Phong cắn răng. Đây là nàng dùng sinh mệnh đổi lấy, nếu như chết, sao có thể xứng đáng với thê tử khắp nơi cầu y khắp nơi tìm người bảo vật linh tính có thể giúp nàng kéo dài tính mạng hẳn là cũng không sống quá lâu một y sư lục tinh đỉnh phong nói chỉ cần nàng có thể sống đánh đổi lại lớn ta cũng nguyện ý ngụy trường phong siết chặt nắm đấm hắn mở linh tài các vơ vét bảo vật một khi biết vị trí bảo vật thậm chí không tiếc ra tay cướp đoạt sốt cục thân thể của nàng thoạt nhìn tốt hơn nhiều cha một thanh âm non nớt vang lên bên tai, hốc mắt ngụy trường phong đỏ lên, cảm thấy trả giá nhiều hơn nữa cũng đáng, bởi vì đây là nữ nhi của hắn, cũng đây là nữ nhi của nàng. mẹ đâu? một nữ hài bảy tám tuổi, nghi ngờ nhìn qua, bộ dáng cao mày giống nàng như đúc, nàng đi chỗ rất xa, ôm nữ nhi, ngụy trường phong đường đường cường giả thánh cảnh, chẳng biết tại sao, hốc mắt lại đỏ lên. cha có phải con không khỏe hay không, con cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ quá. Con không có việc gì, không có chuyện gì, coi như liều mạng mất đi tính mạng, cha cũng sẽ cứu con. Ngụy Trường Phong gào thét, gốc thập diệp hoa này có thể cứu con gái của ngươi. Thiếu gia nói, ta cần một gốc vân vụ hoa, nếu như ngươi có thể ở trong hai ngày, lấy tới cho ta một gốc, có thể trực tiếp đưa ngươi thập diệp hoa. Vưu phó viện trưởng gật đầu. Con không thể chết, ta chết, như Yên không có thập diệp hoa cứu mạng, khẳng định cũng sẽ chết. Từng màn chảy xuôi ở trước mắt, Ngụy Trường Phong vùng vẫy một hồi, lần nữa đứng dậy. Nếu như không phải nữ nhi của hắn cần thứ này, khẳng định không kiên trì được nhiều trọng kích như vậy, Hồng Viên thú ở sau lưng không biết vì cái gì, Trương Huyền không biết vì cái gì, nhưng hắn biết, vì nữ nhi. Chương 1452, đây là tình thương của cha hai. So với tính mạng của hắn còn trọng yếu hơn cũng không xa, tung người hướng về phía trước, vòng qua một dốc núi, đột nhiên trước mắt mây mù tiêu tán, một đóa hoa trắng tinh xuất hiện ở trong ánh mắt. vân vụ hoa, ngụy trường phong kích động, phí sức tâm huyết tìm lâu như vậy, chính là vì cái này, giờ phút này, rốt cục thấy được. bành mới vừa muốn xông qua hái đóa hoa, sống lưng bị hồng viên thú đá trúng, lần nữa ngã xuống đất, ngụy trường phong chỉ cảm thấy sinh mệnh chậm rãi sói mòn đã không chịu nổi. Nhất định phải cầm được. Lần nữa bò lên, thân thể nhoáng một cái, đi tới gần đóa hoa trắng tinh, rút lên, để vào hộp ngọc. Hô! Trong nháy mắt thở vào nhẹ nhóm, khóe miệng co giật. Giờ khắc này, dù trên người lại tổn thương nữa, cũng cảm thấy đáng giá. Có cái này, thiếu gia liền có thể cứu tính mạng của nữ nhi, cho dù chết, cũng có thể nói với nàng. Ta làm được, chỉ vì một gốc, vân vụ hoa thấy nhân loại này, lộ ra vui vẻ thỏa mãn, hồng viên thú ở một bên không thể tưởng tượng nổi. Còn tưởng rằng vì cái gì, có thể ngay cả tính mạng cũng không cần, không nghĩ tới là thứ này. Một thánh giả, vì một cây trà mà chết, thật đáng giá sao? ngụy Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Nó là một thánh thú, sao hiểu được tình cảm của nhân loại? Hít sâu một hơi, thân thể khẽ động, thẳng tắp vọt về phía chân núi. Vật đã tới tay, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại. Hừ, mặc kệ ngươi vì cái gì, Vân Vũ Sơn Há là địa phương ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lưu lại cho ta. Hồng viên thú giết lên một tiếng, đi tới gần, móng vuốt to lớn bắt tới. Phốc, trọng thương ngụy trường phong căn bản ngăn cản không nổi, ngược bị một xuyên thấu, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi. Ta, thân thể ngụy trường phong run rẩy, toàn thân cứng ngắc, muốn phản kháng, lại phát hiện một chút khí lực cũng không có thân thể đã đạt đến cực hạn chịu đựng một cỗ hấp lực to lớn từ địa phương không biết tên bay đến hình như bất cứ lúc nào cũng muốn hút linh hồn của hắn vào đây chính là tử vong sao ta hẳn là có thể nhìn thấy nàng a thần chí dần dần mơ hồ linh hồn tựa như lúc nào cũng sẽ thoát ly thân thể đi vào không gian không biết tên kia ngụy trường phong đang cảm thấy lập tức sẽ tử vong lại nhìn thấy một bóng người bay tới thanh âm mang theo lo lắng. Thiếu gia, hắn nhịn không được sướng sờ. Sao ngươi lại tới đây, nơi này nguy hiểm. Không dám nói cho thiếu gia tình huống của Vân Vũ Sơn, chính là sợ hắn theo tới, nếu không một khi xảy ra chuyện, nữ nhi liền không có người cứu. Nhưng làm sao đối phương vẫn tới? Nguy hiểm, biết rõ nguy hiểm, vì cái gì không nói với ta. Nhìn thấy mới vừa thu một thuộc hạ thánh giả biến thành như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, Trương Huyền gầm lên giận dữ. Một đường dọc theo tung tích tìm kiếm, rốt cục bị thiên nghĩ phong mẫu phát hiện tung tích, lúc này mới chạy tới. Nhưng rất rõ ràng, đã chậm, vội vàng ôm lấy hắn, ngón tay đáp lên, lập tức cảm thấy sinh mệnh lực của đối phương đã tán loạn, coi như hắn nắm giữ y thuật của y sư lục tinh đỉnh phong, cũng cứu không được. Tay nắm giữ mạch môn, thiên đạo chân khí tinh thuần truyền vào, lại phát hiện, người sau giống như một cái bao tải thủng, căn bản dung nạp không được. Thiếu gia, đừng phí công, ta, không được. Cổ tay khẽ đảo, đưa tới một cái hộp ngọc. Đây là vân vụ hoa, người cầm lấy đi trao đổi thập diệp hoa. Ngươi, không nghĩ tới tên này, lại vì thứ này liều tính mạng, sắc mặt trương huyền tái xanh. Nhất định phải cứu nàng. Thanh âm của ngụy trường phong càng ngày càng thấp. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu sống nàng, trải qua sinh hoạt của người bình thường, không, so với người bình thường còn tốt hơn. Trương Huyền cắn răng, đa tạ thiếu gia. Ngụy Trường Phong gật gật đầu, thân thể mềm nhũn, rốt cuộc khống chế không nổi linh hồn, bị không gian không biết tên hút tới, cả người cũng ngừng hô hấp. Trường Phong, nhìn thấy thuộc hạ này, thân thể trở nên căng cứng, Trương Huyền gào thét, hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Giờ khắc này, hắn làm sao không biết đối phương vì cái gì? Vì nữ nhi cái kia là tình thương của cha, tình cảm đơn thuần nhất, vô tư nhất trên thế giới. Nhân loại, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tùy tiện tới. Một bên hồng viên thú thấy lại xông qua tới một người, còn không để hắn vào mắt, gầm lên giận dữ. Không phải tùy tiện tới, ta cũng không có ý định tùy tiện đến. Trương Huyền ngẩng đầu lên. Là ngươi giết Ngụy Trường Phong, vậy liền đền mạng đi. Ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng hung ác, cổ tay khẽ đảo. Xoạt. Trong nháy mắt, khu vực này xuất hiện hơn 20 khôi lỗi thánh giả, gào thét vọt về phía hồng viên thú. Đánh chết nó cho ta. chương 1453, địa mạch linh dịch 1. Cái gì? Vốn cho rằng nhân loại này nhỏ yếu, tiện tay có thể bóp chết, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại phóng xuất ra nhiều thánh giả khôi lỗi như vậy, hồng viên thú dọa đến thân thể mềm nhũn muốn chạy trốn. Nhưng nhiều khôi lỗi như vậy đồng thời xuất thủ, làm sao có thể cho nó cơ hội lốp bốp thanh âm quyền cước vào thịt liên tiếp vang lên rất nhiều khôi lỗi có kinh nghiệm đánh tử dương thú đối phó tên này không lãng phí chút thời gian nào không lâu sau liền đánh nó thương tích đầy mình bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong đừng giết ta ta nguyện ý làm thú sủng của ngươi bị đánh thoi thóp hồng viên thú không để ý tới thánh thú tôn nghiêm lên tiếng giống to không cần Trương Huyền khoát tay áo. Thánh thú nhất trọng đỉnh phong làm thú sủng, quả thực có thể để cho hắn làm chuyện gì cũng thuận tiện không ít, nhưng Ngụy Trường Phong là nó giết. Vậy liền nợ máu trả bằng máu. Nếu không, về sau cứu sống Ngụy Như Yên, nếu như nàng hỏi hung thủ sát hại cha nàng, mình làm thiếu gia, làm sao bàn giao? Giết nó. Khoát tay áo, không tiếp tục để ý đối phương, Trương Huyền tinh thần khẽ động, vu hồn xuất thể. Thiên đạo chân khí không cách nào cứu chữa thân thể, nhìn xem thủ đoạn vô hồn có thể làm được hay không. Nhìn một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu. Thương thế của Ngụy Trường Phong thực quá nặng, nếu không phải trong lòng có kiên trì, chỉ sợ sớm đã chết rồi. Gặp phải bản thân, tinh thần thả lỏng, linh hồn đã bị hút vào địa phương không biết tên, hoàn toàn phai mờ. Đừng nói hắn, coi như Khổng Sư phục sinh, chỉ sợ cũng không cách nào cứu sống. Yên tâm đi ta sẽ chiếu cố con gái của ngươi để nàng sống thật tốt. Phu hồn trở lại thân thể, trương huyền lắc đầu. Mặc dù cùng ngụy trường phong tiếp xúc không lâu, hơn nữa phần lớn là ký ức không vui, nhưng người này vì nữ nhi, cái gì cũng có thể trả giá, thậm chí sinh mệnh đã làm cho hắn tôn kính. Biết không cách nào cứu sống, thu thi thể ngụy trường phong vào không gian giới chỉ. lần nữa nhìn về phía hồng viên thú trước mắt, chỉ thấy tên này đã bị rất nhiều khôi lỗi đánh thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng sẽ cúp máy. Mặc dù nó là thánh giả nhất trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt hơn 20 khôi lỗi không biết đau đớn, lực lượng cường đại, cũng chỉ có phần bị ngược đãi. Nhân loại, chỉ cần không giết ta, ta dùng bí mật trao đổi với ngươi. Thấy hắn nhìn qua, hồng viên thú cắn răng. Nó biết lại không mở miệng, đối phương thực sẽ chém giết mình, chỉ có thể đánh cược một lần. Bí mật, bí mật gì? Trương huyền nhướng mày. Là địa mạch linh dịch, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền dẫn ngươi đi. Hồng viên thú vội nói. Địa mạch linh dịch. Trương Huyền sướng sờ. Không sai, đây là đại địa linh mạch hội tụ hình thành linh dịch. Đối với tu luyện giả dưới thánh giả có công hiệu cực lớn, thậm chí có thể thay thế linh thạch. Hồng viên thú nói. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Hiện tại hắn thiếu nhiều nhất chính là linh thạch, linh khí. Nếu có đồ vật thay thế, cũng không cần phải tốn hao giá cả to lớn kiếm tiền. Địa mạch linh dịch. Mặc dù trước đó chưa từng nghe qua, nhưng nếu là đại địa linh mạch hội tụ thành khẳng định cực kỳ chân quý sở dĩ thánh thú ở vân vụ lính không để nhân loại tới chính là vì thủ hộ thứ này chỉ cần không giết ta liền mang ngươi đi hồng viên thú nói giết ngươi ta cũng có thể đi qua không thèm để ý tên này trương huyền vẫy tay một cái rất nhiều khôi lỗi tiếp tục động thủ mà hắn thì vu hồn xuất thể cổ tay lật qua lật lại kết ra vô số thủ ấn thủ đoạn của vu hồn sư siêu hồn tên này là hung thủ sát hại ngụy trường phong phải chết không có chỗ trống cỏ kè mặc cả dựa theo tình huống bình thường tu vi của hắn hiện tại căn bản không đủ để siêu hồn thánh giả có điều thứ nhất hồn lực của thánh thú yếu hơn cường giả thánh cảnh thứ hai tên này bị đánh thoi thóp coi như muốn chống cự cũng chống cự không được lại thêm còn có ngoan nhân ở một bên hỗ trợ chân chính áp dụng cũng không phức tạp ccc xì xì xì. hồn phách của hồng viên thú bị hắn lăng không lấy ra Chí nhớ cùng tri thức của nó, chậm rãi chảy vào trong óc. Quả nhiên có địa mạch linh dịch. Rất mau xem hết trí nhớ, ánh mắt của Trương Huyền sáng lên. Đối phương không lừa hắn, vân vụ lính quả thực có địa mạch linh dịch, đám thánh thú này, không nguyện ý cho nhân loại đi vào, cũng chính là vì bảo vệ bí mật. Nhìn đến tên này, vì sống cũng không lừa hắn. Đổi lại những người khác, vì thứ này, sẽ tha cho nó một mạng, nhưng nó nằm mộng cũng nghĩ không ra, thanh niên trước mắt còn là một vị vu hồn sư, nắm giữ năng lực siêu hồn. chương 1454, Địa Mạch Linh Dịch 2 Mặc dù có địa mạch linh dịch, nhưng chỗ kia nguy cơ trùng trùng, càng có bốn thánh thú cấp bậc tương đương nó chấn giữ. Nếu để cho tên này dẫn đường, coi như có nhiều khôi lỗi như vậy, cũng sẽ bị vây công khó đào thoát. Mặc dù địa mạch linh dịch thật sự, nhưng tên này cũng không nói thật. Nếu quả thật nghe nó, theo ở phía sau, sợ rằng sẽ bị bốn thánh thú nhất trọng đỉnh phong vây quanh thêm vào vô số thánh thú cấp bậc tòng thánh bán thánh coi như hắn có nhiều khôi lỗi như vậy làm không cẩn thận cũng phải bỏ mạng dù sao mặc dù khôi lỗi không sợ chiến đấu nhưng cũng cần tiêu hao linh khí liên tục sử dụng mấy lần đã hao tổn hơn nửa nơi này không có địa cung tích lũy muốn truyền vào năng lượng liền không dễ dàng như vậy một khi khôi lỗi mất đi tác dụng loại thực lực này của hắn rơi vào trong bầy thánh thú, chỉ có thể chờ chết. Có thể nói, mặc dù tên này sắp bị đánh chết, nhưng lòng còn muốn ám toán mình. Quả nhiên không phải đồng loại, chắc chắn sẽ có dị tâm. Siêu hồn xong, hồng viên thú hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong, nội đan cùng gia lông bị thu vào chữ vật giới chỉ, trương huyền trầm tư. Căn cứ nó thuyết pháp, địa mạch linh dịch là linh khí hội tụ thành, mặc dù độ tinh thuần kém linh thạch thượng phẩm, nhưng lại càng dễ hấp thu thậm chí cây cối cũng có thể sử dụng, nếu như cho thập diệp hoa chưa thành thục sử dụng. Hoàn toàn có thể để cho nó ở trong một ngày hoàn thiện, mở ra đóa hoa. Nghiên cứu công hiệu của linh dịch một lần, Trương Huyền mắt sáng rực lên. Mặc dù linh thạch tích xúc rất nhiều linh khí, nhưng hấp thu khẳng định không dễ dàng bằng chất lỏng, thật giống như trước kia vì nhanh chóng tấn cấp, chuyên môn điều khắc tụ linh trận vậy. Linh thạch xem như than đá, linh dịch chính là xăng. Dù than đá bốc cháy lên sẽ càng nóng, thời gian duy trì cũng dài, nhưng muốn nói tốc độ nhen lửa, tỷ lệ lợi dụng so với xăng kém không phải một cấp. Thật có thể nhận được thứ này, có thể đoán được, tu luyện trước thánh giả cần mấy trăm linh thạch thượng phẩm cũng không cần lại hao tâm tổn trí đi tìm. Địa mạch linh dịch ở nơi trung tâm nhất của vân vũ lính, cách nơi này cũng không xa, nhưng mà có bốn thánh giả nhất trọng đỉnh phong linh thú chấn giữ, thậm chí còn có vô số tổng thánh, bán thánh muốn qua. Rất khó. Nếu biết có thứ này, tự nhiên phải lấy được, nhưng mà lấy thực lực của hắn bây giờ xông vào, khẳng định sẽ chết rất thảm. Mặc dù ngoan nhân có thể nhẹ nhóm áp chế thánh giả nhất trọng đỉnh phong, nhưng số lượng thánh thú nhiều cũng bất lực. Dù sao, hắn vừa mới thức tỉnh, hơn nữa là bộ dáng trái tim, lực lượng kém xa trước kia. Lại nói, tên này là dị linh tộc, bình thường không có gì, vạn nhất không đáng tin cậy, thật sự rơi vào vây công, khó mà đào thoát do đó loại sự tình này vẫn là dựa vào năng lực bản thân cho thỏa đáng ngoại lực đều không đáng tin cậy hắn cũng không hy vọng tính mạng của mình ký thác vào trên người một trái tim vẫn là dùng vu hồn đi suy tư một lát một ý nghĩ xông ra thân thể đi qua khẳng định không thể coi như ẩn nấp khá hơn nữa vô số linh thú thánh thú cũng có thể phát hiện vu hồn khác biệt vô hình vô chất xem như thánh thú chỉ cần linh hồn không tu luyện tới cảnh giới nhất định khẳng định cũng không phát hiện được. Nếu như vận dụng thỏa đáng, có lẽ có thể lặng lẽ lẻn vào, thuận lợi lấy ra địa mạch linh dịch. Cứ làm như thế, không có gì có thể trần chờ, khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần khẽ động, vu hồn bay ra. Nhẹ nhàng vô một cái, thu thân thể vào chữ vật giới chỉ. Thiên nghĩ phong xào, có tử dương thú cùng phong mẫu liền rất chật trội, thân thể khẳng định vào không được, dù sao thân thể đã mất đi hồn phách, như thi thể, đặt ở trong chữ vật giới chỉ cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhẫn làm sao bây giờ? Trong giới chỉ chứa đựng thân thể cùng phân thân, tùy thân mang theo, an toàn một chút, nếu không, chỉ để thân thể ở chỗ này, vạn nhất bị linh thú nào tìm ra, thật sự là khóc cũng không kịp. Nhưng vô hồn vô hình vô chất, không dễ dàng bị phát hiện, một khi mang theo nhẫn, chẳng khác nào có mục tiêu, còn muốn che giấu liền không dễ dàng như vậy. Đúng rồi, thiên nghĩ phong, tinh thần khẽ động. Mình không thể mang nhẫn, lại có thể để thiên nghĩ phong mang theo. Mặc dù thứ này kích thước rất nhỏ, nhưng dù sao cũng là linh thú, lực lượng lớn lạ thường, mang một cái nhẫn phi hành, không tính là gì. Lại thêm bọn chúng liên hệ tin tức, sớm tránh qua linh thú, thánh thú, hoàn toàn có thể lặng lẽ đi theo sau lưng vu hồn, đưa không gian giới chỉ đến địa phương cần đến. Coi như bị phát hiện, chỉ cần vu hồn an toàn, liền có thể nghĩ biện pháp thu hồi lại, không xuất hiện biến cố quá lớn. Cứ làm như thế, tinh thần khẽ động, báo tin thiên nghĩ phong mẫu, một con thiên nghĩ phong bay tới, thả chữ vật giới chỉ ở trên người, quả nhiên nhẹ nhõm phi hành, không có chút trở ngại. Quá tốt rồi, người dán chặt lấy mặt đất bay ở trong bụi cỏ. Thấy ý nghĩ này có thể thực hiện, Trương Huyền dặn dò một tiếng, vu hồn thẳng tắp bay vút về phía trung tâm của vân vũ lính. Sau khi siêu hồn hồng viên thú, toàn bộ tình huống linh thú ở vân vũ lính đã biết đến đại khái lại thêm thiên nghĩ phong giò xét rất nhẹ nhàng liền tránh né linh thú giò xét chưa tới một canh giờ đã đi tới trước một vách đá cao lớn trước vách đá là đá đầm cự đại một dòng nước từ đỉnh núi trút xuống phát ra lôi âm oanh minh hình thành một dòng sông hẹp dài uốn lượn quanh co không biết lan tràn đến nơi nào chính là chỗ này ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy sau dòng nước một sơn động đứng sừng sững hoàn toàn bị dòng nước che chắn, nếu như không phải sớm biết, căn bản không phát hiện được. Căn cứ trí nhớ của Hồng Viên thú, địa mạch linh dịch ngay ở trong sơn động này. Không có loạn động, Trương Huyền nhìn quanh hai bên một vòng, quả nhiên phát hiện vài thánh thú không kém gì Hồng Viên thú, thong thả ở chung quanh, càng xa xôi, còn có thánh giả sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, không dưới mười mấy con. May mắn thân thể không tới. Thấy cảnh này, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm nếu là thân thể tới, chỉ sợ mới vừa đến, liền bị vây công săn giết. Vu hồn vô hình vô chất, chỉ cần không thi triển lực lượng, đối phương muốn phát hiện, không dễ dàng như vậy. chương 1455, đột phá quy nhất cảnh 1. Người qua trước, để thiên nghĩ phong mang theo không gian giới chỉ, dọc theo mặt đất lặng lẽ bay về phía sơn động, thân thể trương huyền thì nhoáng một cái, dán chặt lấy mặt nước bay đi. Sao hồng viên đi lâu như vậy, còn chưa có trở lại còn chưa tới gần liền nghe đến thanh âm vang lên hai thánh thú cách sơn động không xa đang tán gẫu ai biết được nghe nói là nhân loại thánh giả nhất trọng trung kỳ yên tâm đi nó đi qua khẳng định có thể chế ngự đoán chừng là muốn chơi một hồi dù sao rất lâu không có nhân loại đến tìm xui xẻo một con khác khẽ nói mặc dù bọn chúng giao lưu là thú ngữ nhưng trương huyền có thể nghe được rõ rõ ràng ràng đúng vậy nhân loại biết có chúng ta ở đây thức thời cơ bản đều không tới. Con thánh thú thứ nhất nói. Đi vào, thấy hai thánh thú đang trò chuyện cao hứng, căn bản không chú ý tới mình, nhẹ nhàng nhoáng một cái, chui vào sơn động. Đổi lại vu hồn khác, trong cơ thể nắm giữ u ám chi khí, coi như thánh thú không tu luyện hồn phách cũng có thể phát hiện, nhưng trương huyền tu luyện là thiên đạo vu hồn, khí tức đường đường chính chính, tựa như gió nhẹ, muốn phát hiện liền không dễ dàng như vậy. Cộng thêm mượn hơi nước, hai thánh thú căn bản không nghĩ tới, đã có người chui vào ở trước mặt chúng. Sơn động rộng rãi bao la, mang theo khí tức ướt át, trương huyền đợi một hồi, chỉ thấy thiên nghĩ phong cũng bay vào, nhẹ nhàng chiêu một cái, nhẫn rơi vào lòng bàn tay, nhanh chân đi vào trong. Càng đi vào trong càng ướt át, linh khí cũng càng nồng đậm, linh khí nơi này, đừng nói khu tinh anh, coi như biệt viện của vưu phó viện trưởng cũng kém một đoạn dài. Tuyệt đối là bảo địa tu luyện hoàn toàn xứng đáng, ở đây tu luyện, nhất định có thể làm ít công to. Khó trách đám thánh thú này một mực chiếm đóng, loại bảo địa này đổi lại ai cũng không nguyện ý buông tay. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Linh khí chỗ này không chỉ nồng hậu dày đặc, hơn nữa khí tức tinh thuần, coi như tu luyện giả yêu cầu đối với linh khí rất cao như hắn, cũng có thể nhẹ nhõm thỏa mãn. Chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh thì đến cuối cùng. Là một cái ao hình tròn, rộng chừng 7-8 mét, trong ao chứa đầy chất lỏng màu bích lục cho người ta một loại khí tức sảng khoái, dường như hấp thu một cái liền có thể tu vi tiến nhanh. Đây chính là địa mạch linh dịch, quả nhiên lợi hại. Hai mắt Trương Huyền tỏa ánh sáng. Mặc dù từ trong trí nhớ của Hồng Viên thú biết công hiệu của thứ này không thể đo lường, nhưng chân chính nhìn thấy, vẫn không dám tin tưởng. Mặc dù độ tinh thuần kém linh thạch thượng phẩm không ít, nhưng số lượng thực sự nhiều lắm, coi như mấy trăm viên, thậm chí hơn ngàn viên linh thạch gộp lại, cũng không cách nào so sánh bốn phía hình ngọn tụ linh trận, mà đây cũng là chỗ cốt lõi nhất của vân vụ lính, tích tụ thành linh khí, bị mây mù bao phủ, không cách nào phát ra, dần ra, liền tạo thành linh dịch. Kết hợp địa hình một đường đến đây, cùng tình huống trước mắt, Trương Huyền âm thầm gật đầu. Những linh dịch này cũng không phải là một ngày hình thành, chỉ sợ tích lũy ít nhất vạn năm. Nếu như lấy đi toàn bộ, không chỉ ta đột phá đến thánh giả không lo, ngay cả đám người trịnh dương, vương dính cũng sẽ trở nên vô cùng đơn giản nhẹ nhàng cười một tiếng có nhiều linh dịch như vậy sư đồ bọn họ đột phá sẽ cực kỳ đơn giản không cần vì linh thạch sầu muộn nữa làm sao chứ nhiều linh dịch như vậy có chừng vài chục tấn mặc dù không gian giới chỉ có thể chứa đựng nhưng không có vật chứa cũng thu không vào a hát mặc dù trên người hắn mang theo chút hồ lô rượu cũng chỉ mười mấy bình mà thôi chứ không được bao nhiêu làm sao bây giờ cũng không thể đi tới trước mặt bảo sơn, chỉ lấy một chút liền trở về A. À. Lần này có thể thuận lợi lấy đi, là bởi vì những thánh thú kia không nghĩ tới có vu hồn đến, chủ quan một chút, một khi có phòng bị, còn muốn lấy liền không dễ dàng. Do đó, lần này tới, nhất định phải duy nhất một lần lấy đủ linh dịch mới được, nếu không chẳng khác nào uổng phí cơ hội. Có thể dùng gia thú không? Nghĩ một lát, một ý kiến xông ra. Trong không gian giới chỉ có không ít linh thú gia thú, hoàn toàn có thể dùng thứ này làm thành vật chứa. Cũng không chậm trễ, cổ tay khẽ đảo, mấy tấm da thú to lớn xuất hiện. Ngón tay điểm một cái, hồn lực thành tia, hắn xuyên cùng một chỗ, làm thành một vật chứa cự đại, vẫy tay một cái, bay vào ao nước. Cô, cô 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 Gia thú làm thành vật chứa, rất nhanh rót đầy, trọn vẹn dung nạp hơn 20 tấn. Thu. Tinh thần khẽ động, thu vào không gian giới chỉ vẫn chưa tới một nửa. Lấy đi nhiều linh dịch này, cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thế mà chỉ có gần một nửa, Trương Huyền xoa cằm. Đã tới một lần, không dọn sạch, sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân A. À. Chứng ép buộc, chính là để cho người ta bất đắc dĩ như thế. Dù sao bọn thánh thú này, luôn đối địch nhân loại, nhân loại chết ở trong tay bọn chúng nhiều vô số, cũng không phải vật gì tốt, giữ lại cho chúng nó, chẳng khác nào tẩm bổ kẻ địch. Gia thú đã dùng, trên người hắn lại không to vật chứa lớn gì, coi như muốn lấy cũng không thu được ah nhìn xem chung quanh có gì có thể dung nạp linh dịch không nghĩ nửa ngày trên người cũng không có vật chứa gì, trương huyền đành phải dọc theo sơn động xoay tròn nhìn xem có gì có thể dùng hay không ân đó là cái gì mới đi vài bước vòng qua ao nước đột nhiên một đống đồ vật xuất hiện ở trước mắt trương huyền nhíu mày đây là xương cốt của nhân loại xuất hiện ở trước mắt, lại là hài cốt của nhân loại, chất từng đống, có mấy hơn trăm người. Nơi này không phải không cho phép nhân loại đến sao? Vì cái gì sẽ có xương cốt của nhân loại? Chương 1456, đột phá quy nhất cảnh 2. Chương Huyền tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo đám thánh thú kia quy định, nơi này là không cho phép nhân loại tới, không cho phép tới, tại sao có thể có nhiều xương cốt như vậy? Trong lòng kỳ quái, cúi đầu nhìn lại những xương cốt kia đều là xương cốt nam nhân bốn phía còn giải rác một chút vũ khí thoạt nhìn cấp bậc không tính quá cao chỉ khoảng chừng linh cấp trung phẩm tiện tay nhặt lên một cái nhẹ nhàng chấn động lập tức cắt thành hai đoạn vũ khí không tệ nhưng dường như trải qua một loại chiến đấu nào đó thương tổn tới cơ sở đã mất đi cứng cỏi xem như hoàn toàn báo hỏng xem ra là không biết xông vào lúc nào kết quả toàn quân bị diệt ân tùy ý lật một cái đột nhiên một cái không gian giới chỉ xuất hiện ở trước mắt. Tinh thần khẽ động, tiến vào bên trong. Đồ vật bị lấy sạch, hẳn là đều bị lục soát. Trương Huyền lắc đầu, trong giới chỉ rỗng tuếch, hầu như vật gì cũng không có. Cũng khó trách, linh thú không cách nào phá giải không gian giới chỉ, thánh thú có thể, chung quanh nhiều thánh thú như vậy, nếu như bên trong có đồ tốt, khẳng định sớm đã bị lục soát sạch sẽ, làm sao có thể lưu cho mình. Đây là thư tịch, ý thức đang muốn rời khỏi nhẫn con mắt thoáng nhìn nhìn thấy một đống vật phẩm không ra gì tinh thần khẽ động xuất hiện ở trước mắt thế mà tất cả đều là thư tịch thánh thú đều có truyền thừa của mình không cách nào tu luyện công pháp nhân loại do đó những vật này đối với bọn chúng mà nói cái gì cũng không bằng trương huyền nhìn sang thu những sách vở này vào trong óc rõ ràng đều là công pháp tu luyện cùng võ kỹ mắt trương huyền sáng rực lên không ít tu luyện giả đều có thói quen sao chép công pháp, do đó chỉ cần là tu luyện giả nhân loại, trên người đều chứa không dưới mấy chục bản bí kỹ. Trong không gian giới chỉ này cũng giống vậy, tùy tiện khẽ đảo, liền có hơn trăm bản. Kiều thiên cảnh, quy nhất cảnh, đạp hư cảnh đều có, có điều tuy có bí tịch, nhưng số lượng không đủ, liền không cách nào hình thành thiên đạo công pháp, đối với hắn tác dụng không lớn. Nhìn xem còn có không gian giới chỉ khác không, nếu như có thể tìm thêm mấy quyển, có lẽ có thể kiếm ra công pháp tu luyện. Cũng không vội vã, Trương Huyền khởi động vu hồn, tiếp tục xoay loạt không lâu sau, hắn lục ra hơn 20 không gian giới chỉ. Mấy trăm thi cốt, chỉ có bấy nhiêu không gian giới chỉ, còn lại chỉ sợ đều bị đám thánh thú kia chia cắt. Những vật phẩm đáng giá trong giới chỉ này, sớm bị lục soát sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút thư tịch không đáng tiền. Trương Huyền vơ vét những sách vở này lại. Hơn một ngàn bản công pháp quy nhất cảnh, hơn 500 bản đạp hư cảnh, còn có 200 bản tầm phong cảnh. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Công pháp đạp hư cảnh cùng tầm phong cảnh không đủ, nhưng hơn 1.000 bản công pháp quy nhất cảnh, có thể hình thành thiên đạo bí tịch, để hắn thuận lợi tu luyện. Chính xác, thu nhập thư tịch trong óc, tinh thần khẽ động. Rất nhanh một bản thiên đạo công pháp quy nhất cảnh xuất hiện ở trước mắt, ngón tay đụng lên, tri thức đi vào trong óc. Những linh dịch này mang không đi, không bằng tu luyện ngay ở chỗ này, có thể tiết kiệm một chút. Đã nhìn chung quanh, không có vật chứa dung nạp, đã như vậy, không bằng mượn cơ hội này tu luyện, trước tiên đột phá cảnh giới lại nói. Làm người phải cần kiệm công chính, có thể tiết kiệm, liền tiết kiệm một chút. Tinh thần khẽ động, thân thể xuất hiện ở trước mắt, vu hồn chui vào, sau đó cổ tay khẽ động, phân thân cũng xuất hiện. Phân thân giống như vu hồn của bản tôn, chỉ tu luyện đến quy nhất cảnh hậu kỳ, hiện tại nhiều linh dịch như vậy, vừa vặn để hắn hấp thu nhiều chút, miễn cho lãng phí. Truyền lại tình huống trước mắt cho phân thân, dặn dò một tiếng, Trương Huyền đi đầu nhảy vào ao nước. Xì 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 xì, công pháp quy nhất cảnh vận chuyển, linh dịch chung quanh lập tức dọc theo huyệt đạo, truyền vào trong cơ thể. Âm âm, thân thể giòn vang, Tu Vi lập tức đột phá kiểu thiên cảnh đỉnh phong, đạt đến quy nhất cảnh. Tu Vi tấn thăng, tốc độ hấp thu linh khí tăng nhanh, cả người giống như một máy bơm cự đại, hấp thu quá nhanh, chung quanh linh dịch tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Quy nhất cảnh sơ kỳ, quy nhất cảnh trung kỳ, quy nhất cảnh hậu kỳ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, thực lực đã đột phá ràng buộc, đạt đến quy nhất cảnh đỉnh phong. Vu hồn, tu vi chân khí tấn cấp, Trương Huyền cũng không ngừng nghỉ, vu hồn nhảy ra, tiếp tục hấp thu. Vu hồn đã đạt đến quy nhất cảnh hậu kỳ, tiếp tục tu luyện tốc độ nhanh không ít, chỉ dùng hơn 10 phút, đã đột phá đến đỉnh phong chân khí cùng vu hồn toàn bộ đột phá, Trương Huyền lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trên người dân trào lực lượng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đổi lại lúc khác, muốn cho hồn lực, chân khí toàn bộ đột phá, không có mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, khẳng định làm không được, mà bây giờ, linh dịch đầy đủ, tương đương với miễn phí, tâm tình kìm lòng không được thư sướng. Được rồi, đứng dậy, cúi đầu nhìn lại linh dịch, đang muốn nhìn một chút còn lại bao nhiêu, nhịn không được sửng sốt một cái chỉ thấy bể linh dịch trước đó rộng 7-8 mét, tất cả địa mạch linh dịch đã tiêu hao không sai biệt lắm. Làm sao có thể? Hắn chỉ là đột phá quy nhất cảnh, làm sao có thể dùng nhiều như vậy? Quay đầu nhìn về phía phân thân, chỉ nhìn thoáng qua, con người kìm lòng không được co lại, nhịn không được chửi ầm lên. Ta sát, người cái bại gia tử này. chương 1457, Trịnh Dương giảng bạch một Chỉ thấy phân thân vô hồn ly thể, đang điên cuồng hấp thu linh khí trong ao. Lúc này hồn thể lần nữa tăng trưởng gấp đôi, đạt đến 20 mét, như lấp đầy cả sơn động. Sau khi dùng ra thú chứa xong, còn thừa lại hơn phân nửa linh dịch, hầu như đều bị tên này hấp thu. Mặc dù tu vi vẫn là quy nhất cảnh, nhưng hồn thể cường đại, như là thần chỉ lơ lửng, cho người ta một loại cảm giác sức mạnh liên tục không ngừng, sẽ không suy kiệt. Dường như đột phá 20 mét ràng buộc, hình thái hồn phách phát sinh một loại biến hóa không muốn người biết nào đó, càng thêm cường đại, lực lượng cũng càng khủng bố hơn. Hồn thể to lớn như vậy, coi như lộ sung lúc trước tới so sánh, cũng yếu cực kỳ nhỏ. Hắn đột phá một đại cảnh giới, ngay cả một phần trăm linh dịch cũng không dùng tới, tên này dọn sạch cả ao. Suy nghĩ một chút cũng để người phát điên. Vốn còn nghĩ sau khi nhận được, bán ít kiếm tiền, hiện tại xem ra, mua cái rắm a hát cũng không đủ con hàng này dùng. Hô, nghe được hắn hét lớn, hồn phách nhoáng một cái, chui vào thể nội, toàn bộ phân thân lập tức dao động ra lực lượng cường đại, nhìn mà lông mày Trương Huyền nhảy loạn. Trước đó hắn không phải đối thủ, hiện tại xem ra, càng không cần suy nghĩ. Đồng dạng hồn phách một phân thành hai, Cửu Thiên Liên Thai tẩm bổ, tên này so với Bản Tôn còn mạnh hơn nhiều lắm. Bản Tôn đánh không lại phân thân, nói ra, thật là mất mặt. Nhưng cả hai là một ý thức, có thể nói là cùng một người, phân thân mạnh đối với hắn cũng là chuyện tốt. Trước vào không gian giới chỉ a. Biết đồ chơi này bị hấp thu hết, nói nhiều hơn nữa cũng nhả không ra, Trương Huyền đành phải khoát tay áo, để phân thân đi vào không gian giới chỉ. Bản thân thì nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra ao nước. Tu vi đột phá đến quy nhất cảnh đỉnh phong, lực lượng chân khí thuận lợi đạt đến 14 triệu đỉnh, có thể so với Đạp hư cảnh sơ kỳ hồn lực cũng đạt tới 1.100 vạn đỉnh, lại thêm thân thể 800 vạn đỉnh, toàn bộ lực lượng đã đạt đến 33 triệu đỉnh, so với hóa phàm cửu trọng tầm phong cảnh đỉnh phong, cũng không kém nhiều lắm. Tầm phong cảnh đỉnh phong 34 triệu đỉnh. Loại thực lực này, ở trong học sinh của danh sư học viện được cho không yếu, nhưng so với đám thánh thú phía ngoài, còn kém rất nhiều. Ra ngoài đi, biết không thể chống đỡ những tên mạnh mẽ kia, Trương Huyền tách rời vu hồn, Đặt thân thể ở trong không gian giới chỉ, lặng lẽ cầm, bay ra ngoài sơn động. Không đúng, sao linh khí bên trong cảm giác yếu đi không ít. Vào xem, còn không có bay đến cửa động, liền nghe tiếng gào thét của thánh thú vang lên, lập tức hai con thánh thú thẳng tắp vọt vào. Trương Huyền không dám nhúc nhích, sống lưng dán chặt bức tường, lặng lẽ cầm không gian giới chỉ, cũng đặt ở đằng sau một nham thạch. Hô, vừa mới chuẩn bị tốt liền cảm thấy hai thánh thú to lớn bay qua trước mặt tốc độ cực nhanh khuấy động lên gió lốc thời điểm địa mạch linh dịch phủ đầy chung quanh đâu đâu cũng có linh khí bây giờ bị dọn sạch ngủ nữa cũng cảm giác được không bình thường đi mau biết một khi đối phương phát hiện linh dịch bị hấp thu hết khẳng định sẽ nổi điên tìm kiếm trương huyền không dám dừng lại vu hồn khẽ động mang theo không gian giới chỉ lao ra ngoài động ah à linh dịch bị người đánh thắp hết đáng giận ai đến cùng ai làm mới vừa đi ra sơn động lập tức nghe được từng tiếng gào thét phẫn nộ trương huyền không dám dừng lại mang theo không gian giới chỉ vu hồn nhảy vào dòng nước cách đó không xa vừa tiến vào đáy nước lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ tựa hồ muốn áp bách đại địa thành bụi phấn từ trong sơn động vọt ra bao phủ bốn phía có người lẻn vào vân vụ lĩnh tất cả linh thú nghe lệnh đuổi theo cho ta ầm ầm ngay sau đó một âm thanh lớn vang lên, lập tức liền nghe được thanh âm của vô số thánh thú, linh thú không dứt bên tai, toàn bộ Vân vụ lính trong nháy mắt liền bị lực lượng khổng lồ phong tỏa. Không dễ chạy trốn a. À. Biết toàn bộ linh thú của Vân Vũ lính lên đường, lại muốn chạy trốn sẽ rất khó, Trương Huyền cũng không vội vã, dọc theo nước sông chậm rãi trôi về phía trước. Đi tới không xa, liền thấy hơn 10 linh thú chui vào tìm kiếm. Nhưng hiện tại hắn là trạng thái vô hồn. Không gian giới chỉ hoàn toàn có thể giấu ở trong bùn, những linh thú này chuyển tầm vài vòng, cũng không phát hiện cái gì, đành phải ngoi lên. Bơi không biết bao lâu, đi đến cuối dòng sông, lặng lẽ chui ra, lúc này, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối, sao dày đặc đầy trời, hẳn là đêm đã khuya. Nhìn một vòng, phát hiện vẫn có không ít linh thú, có điều chỉ cần không đạt tới thánh giả, muốn phát hiện hắn rất khó. Nhưng vẫn cẩn thận cho thỏa đáng, linh thú có cái mũi rất linh, có thính giác rất tốt một khi không cẩn thận bị vây lại, trốn cũng trốn không thoát. Một đường vừa đi vừa nghỉ, thẳng đến trời tờ mờ sáng, lúc này mới từ trên núi đi xuống. Rời phạm vi vân vụ lính, đi tới một tiểu sơn, thả thân thể ra, hồn thể chui vào trong đó, lúc này mới triệu hoán tử dực thiên hùng thú, nhanh chóng bay về học viện. Không cứu được ngụy Trường Phong, nhưng nhất định phải cứu nữ nhi của hắn. Từ khi đi vân vụ lĩnh đến bây giờ, thế mà qua dòng dã một ngày một đêm. Trương Huyền biến mất, lại không biết toàn bộ danh sư học viện sắp vỡ tổ. Tôn Cường ở sáng sớm đến tìm thiếu gia báo cáo, muốn nói cho hắn, có người thuê đám người Trịnh Dương dạy võ kỹ cùng thương pháp, kết quả tự nhiên không tìm được. Hắn không tìm được người, mà đám người Trịnh Dương đã theo Tiết Chân Dương vào tổng bộ chân dương hội. Là một tiểu viện cự đại, cho tất cả mọi người tập hợp. Vừa về, Tiết Chân Dương liền ra lệnh không lâu sau, tất cả mọi người của chân dương hội liền tập hợp. Không hổ là học hội bài danh trước mấy, toàn bộ chân dương hội, chừng hơn 2.000 người, bao gồm 4 niên cấp. Hôm nay triệu tập mọi người tới, là ta tìm được cao thủ, truyền thụ mọi người võ kỹ, cho mọi người một khóa phụ đạo. Thấy người đến đông đủ, tiết chân dương nhìn quanh một vòng nói. Đi học, chương 1458, Trịnh Dương giảng bài 2. Phó kỹ không phải là hội trưởng phụ đạo cho chúng ta sao? Chẳng lẽ hội trưởng tìm được người lợi hại hơn hắn? Mọi người đều nghi ngờ nhìn qua. Phó ký khóa, trừ sư phụ của mình truyền thụ đều là tiết chân dương tiến hành phụ đạo. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để những người này gia nhập chân dương hội. Hôm nay đột nhiên kêu bọn hắn đến, nói có người muốn dạy học, thật hay giả? Đây là lão sư thương pháp ta mới vừa bái, Trịnh Dương, thương pháp siêu nhiên. Hôm nay liền do hắn dạy cho chúng ta một tiết khóa, để mọi người cảm thụ mị lực của võ kỹ một chút. Bàn tay lớn vẫy một cái, tiết chân Dương giới thiệu. Trịnh Dương, Thương Pháp, tên này chỉ khoảng 16-17 tuổi ha. À. 16-17 tuổi giảng giải Thương Pháp cho chúng ta. Lúc này mọi người mới phát hiện, một gia hỏa mười mấy tuổi, đi lên đài cao, cả đám hai mặt nhìn nhau, tất cả đều bối rối. Bọn họ đều là danh sư, thiên tài trong thiên tài một gia hỏa mười mấy tuổi giảng bài cho bọn hắn. Cái này có phần trò đùa đi. Ta nói cho mọi người chính là thương pháp. Lần thứ nhất giảng bài cho nhiều người như vậy, Trịnh Dương còn có chút khẩn trương, có điều vừa nhắc tới thương pháp, trong lòng sinh ra ngạo khí, êm tai nói, không có dừng lại chút nào. Thương pháp còn có thể luyện như vậy. Thật lợi hại, nghe một hồi, ta cảm thấy đối với thương pháp đã hiểu sâu mấy cấp độ. Hắn nói đạo lý, lợi ít mà ý nhiều, nhắm thẳng vào đại đạo, không chỉ thương pháp, dùng cho bất luận vũ khí gì cũng không có vấn đề. Nghe hắn nói thương, để cho ta đối với kiếm pháp cũng tăng lên không ít. Vừa mới đầu, mọi người đối với một thiếu niên chỉ có mười mấy tuổi giảng bài, là cực kỳ xem thường, nhưng nghe một hồi, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Người trước mắt, tuổi không lớn lắm, nhưng nhắm thẳng vào hạch tâm tu luyện, coi như trưởng lão học viện, lý giải thương pháp, khả năng cũng kém xa Tít Táp khó trách hội trưởng mời hắn tới, quả thực có tư cách này. Người nói cái gì, Tiết chân Dương không biết từ nơi nào mời tới cao thủ thương pháp, giảng bài cho hội viên. Thương Nguyệt hội, Long Thương Nguyệt nhìn học viên trước mắt tới báo cáo, vẻ mặt không thể tin được. Đúng, người mời tới này lý giả thương pháp cực sâu, chỉ nói chưa tới một canh giờ, học viên tu luyện thương pháp của chân Dương hội, liền có gần một nửa đột phá. Học viên vội nói, một nửa đột phá, long thương nguyệt giật nảy mình thương pháp thuộc về võ kỹ võ kỹ đột phá càng khó hơn tu vi đột phá cần phải lý giải cùng ngộ tính giảng bài có thể nói đột phá đến cùng làm sao làm được tiết chân dương từ nơi nào tìm đến yêu nghiệt như thế nếu như chuyện này là thật chân dương hội sẽ càng ngày càng mạnh ta đi tìm đồng hân thương nghị một chút trong lòng ngạc nhiên rốt cuộc kìm nén không được nói một tiếng long thương nguyệt nhanh chân đi tìm đồng hân quấy rối Phòng làm việc của viện trưởng, võ ký học viện viện trưởng Tu Trường Thanh, nghe được một lão sư báo cáo, hơi vung tay. Tiết chân Dương, là học sinh thân truyền của hắn, bình thường quấy rối một chút cũng thôi, hôm nay thế mà mời một thiếu niên dạy học cho danh sư học viện, truyền thụ võ kỹ. Đây không phải đùa giỡn sao. Truyền đi, mặt mũi của võ ký học viện bọn họ để vào đâu. Ta đi qua một chuyến. Tu Trường Thanh hừ một tiếng, ra khỏi phòng, nhanh chân đi tới tổng bộ của chân dương hội. Không lâu sau, liền đến lân cận tiểu viện. Nhiều người như vậy, nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày. Trong sân chất đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, từ xa nhìn lại, không biết bao nhiêu. Tuy chân dương hội là tổ chức học sinh, nhưng hắn vẫn có nghe thấy, chỉ hơn hai ngàn người, lúc nào nhiều như vậy. Cái này chỉ sợ không dưới năm ngàn A. Năm ngàn người đang nghe một gia hỏa mười mấy tuổi giảng bài quấy rối thật là quá hồ nháo. Đang định đi qua, chỉ thấy một tên mập chắn ở cửa ra vào, trong tay cầm một cái cái sọt. Một trăm viên linh thạch trung phẩm, giao tiền lại đi vào. Còn lấy tiền, vẻ mặt tu trường thanh trầm thấp, lông mày nhảy loạn. Không biết từ nơi nào tìm người tới ngược lại cũng thôi, thế mà còn lấy tiền, một trăm linh thạch trung phẩm. Giá cả cỡ này, so với danh sư lục tinh còn quý. Học sinh đi học càng ít, giá cả càng cao, trái lại, càng nhiều người, giá cả càng thấp. Hiện tại không sai biệt lắm 5.000 người, thế mà còn muốn 100 linh thạch. Há không cho thấy, một bài giảng liền thu 500.000 linh thạch trung phẩm. Đừng nói danh sư lục tinh, coi như danh sư thất tinh cũng không thu như thế. Làm sao, không trả nổi, không trả nổi liền đừng tới nghe giảng bài, khó trách dài như thế, còn ở trong học viện không tốt nghiệp được. Thấy lão nhân trước mắt không muốn đưa tiền, mập mạp nhếch miệng, tràn đầy khinh thường. Nguyên lai là người nghèo rất mồng tơi. chương 1459, Tu Trường Thanh khiếp sợ một. Ngươi, nghe nói như thế, nhìn thấy mặt mũi đối phương khinh thường, ánh mắt khi dễ, Tu Trường Thanh không chỉ dâu ria dựng đứng, toàn bộ khuôn mặt cũng tái xanh. Phó ký học viện, mặc dù ở trong 10 đại học viện, xếp sau y sư học viện, chỉ có hạng 6, nhưng cũng là quái vật khổng lồ danh xứng với thực, nhất là hắn, ở trong thập đại trưởng lão, đơn đả độc đấu, coi như không phải thứ nhất, cũng tuyệt đối có thể xếp top 3. Nhân vật đỉnh phong như thế, không biết ngược lại cũng thôi, thế mà còn hỏi mình đòi tiền. Đòi tiền thì cũng thôi đi, còn nói mình là kẻ nghèo hèn. Nghèo em gái người A hát. Đến võ ký học viện, ngay cả viện trưởng cũng không nhận ra, từ chỗ nào xuất hiện A. Ta tới xem một chút, cũng không phải là nghe giảng bài. Tu trường thanh cố nén ra mặt co rúm, khoát tay áo thân là viện trưởng phải có phong độ của viện trưởng tự nhiên không có khả năng bởi vì đối phương nói một câu liền dùm ben đến đầu rơi máu chảy nhìn xem mập mạp khả nghi nhìn qua tu trường thanh nhẹ gật đầu vuốt sâu một bộ cao nhân tự nhiên sinh ra nếu như vậy đối phương còn nhìn không ra thân phận của hắn thật sự là không nói được được rồi mập mạp như rõ ràng cái gì để cái sọt dưới đất không có thu tiền ngươi vào đi Ân, thấy đối phương rốt cục lĩnh ngộ, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tu Trường Thanh nâng bước chân, còn không có dảo bước tiến vào cửa chính, liền nghe được tên kia tận lực áp chế nói thầm: cái đồ chơi gì chứ? Không có tiền liền nói không có tiền, giả trang cao nhân gì? Nhìn xem, thật có mặt nói, còn không phải đi học trộm, gặp qua không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Còn danh sư Ta Phi, nhí mắt xoay loạn, mập mạp khinh thường lộ rõ trên mặt. Ngươi, tu trường thanh lão đảo một cái, suýt chút nữa phun ra lão huyết, hôn mê ngay tại chỗ. Hắn là viện trưởng, một trong thập đại trưởng lão, bị người ở trước mặt chửi không biết xấu hổ, giả cao nhân. Lửa giận hừng hực sắp bốc cháy lên, sắp muốn điên rồi. Gặp qua ngu ngốc, nhưng chưa thấy qua ngu ngốc như thế. Ta vừa rồi phong độ cao nhân, chẳng lẽ ngươi không thấy được? Không suy đoán ra thân phận của ta sao? Tốt, ta đưa tiền, biết so đo với loại người này, khẳng định sẽ tươi sống tức chết, thật muốn làm ẩm ý lên, ngược lại là mình mất thân phận, tu trường thanh cắn răng, ném ra một viên linh thạch, rơi vào cái sọt. Linh thạch thượng phẩm, nhìn thấy linh thạch rơi xuống, lóng lánh ánh sáng, linh khí sao động, như rồng ngâm hổ gầm, mắt mập mạp sáng rực lên. Còn tưởng rằng tên này là một quỷ nghèo, không nghĩ tới lại lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm. Náo loạn nửa ngày, không phải không có tiền, mà là thổ tài chủ ta có thể vào chứ? Tu trường thanh hừ một tiếng. Thối tiền lẻ cho ngươi, một viên linh thạch thượng phẩm, giá trị một vạn viên trung phẩm, giá cả đi học, là một trăm viên linh thạch trung phẩm, ta trả ngươi. Chín nghìn chín trăm viên linh thạch trung phẩm. Mập mạp lẩm bẩm bắt đầu xoay loạn ở trong sọt, dường như muốn lấy ra linh thạch đối ứng. Không cần thối. Tu trường thanh khoát tay áo. Thân là thập đại trưởng lão, thánh giả nhất trọng đỉnh phong, một viên linh thạch thượng phẩm, ở trong mắt những người khác vô cùng chân quý, nhưng đối với hắn còn không tính là gì. Quá tốt rồi, vừa vặn cũng không có tiền thối. Con mắt mập mạp tỏa ánh sáng. Tu trường thanh lần nữa nhoáng một cái, cảm thấy ngực khó chịu. Đây là người gì a? À? Quá không biết xấu hổ đi. Sao Tiết chân Dương có thể tìm kẻ như vậy đến học viện, đây không phải mất đi tên tuổi của võ ký học viện sao? Càng nghĩ càng giận, cố nén xúc động một tay quất chết đối phương, nhanh chân đi vào trong viện, mới tiến vào bên trong, liền nghe mập mạp ở sau lưng lần nữa hô lên. Vị bạn học có khuôn mặt lão nhân kia, cho tiền bâu nghìn 9.900 linh thạch. Mọi người phải học tập hắn A. Thân thể tu trường thanh cứng ngắc, lông mày nhảy loạn, suýt chút nữa điên mất. Tiền bâu Còn học tập. Vốn hắn chỉ muốn lặng lẽ tới, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra, thuận tiện giáo huấn tiết chân dương một lần. Hiện tại được rồi, đường đường võ ký học viện viện trường, cũng tới nghe giảng bài Không chỉ cho học phí Còn cho tiền bâu ơ Cái này con mẹ nó nhảy vào hồng nguyên hồ Cũng rửa không sạch ra à. Quả nhiên ý nghĩ này còn không có kết thúc Liền thấy tất cả học viên ở phía trước Nghe giảng bài đồng loạt nhìn qua Là tu viện trưởng Tu viện trưởng cũng tới Không chỉ đóng học phí Còn cho nhiều tiền bâu ơ như vậy Lợi hại xem ra hắn cũng thừa nhận trịnh lão sư Lưu lão sư cùng vương lão sư lợi hại Đúng vậy nhìn thấy viện trưởng không chỉ tự mình đến, còn cho tiền bâu hơ, tất cả mọi người đều xôn xao. Hai học viên của võ ký học viện nhịn không được chạy tới gần. Viện trưởng, người cũng tới, vị trí phía trước tốt, đến bên này nghe đi. Con mắt tu trường thanh tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái. Trường 1460, tu trường thanh khiếp sợ hai Vị trí tốt, con mẹ nó ta là đến gây chuyện, không phải tới nghe khóa. Đúng vậy, viện trưởng, hội trưởng ở bên kia chờ ngươi, chúng ta nhanh một chút đi, nếu không, nhiều người nhìn như vậy, chậm trễ đi học, sẽ thật không tiện. Một học viên khác cũng nói, hội trưởng, tốt, ta ngược lại muốn xem xem hắn làm cái quỷ gì. Tu trường thanh thức đến sắp thổ huyết, nghe được tiết chân dương ở phía trước chờ, nhẹ gật đầu. Tiếp tục đợi ở chỗ này, bị những học sinh khác phây xem, khẳng định càng mất mặt, còn không bằng tìm tới nhiệt đồ của mình giáo huấn một lần lại nói. Đi theo sau lưng hai vị học sinh, chen vào đám người, rất nhanh đã tới gần đài cao. "Lão sư, người cũng tới." Nhìn thấy hắn, Tiết Chân Dương hưng phấn nhìn qua, tràn đầy cung kính. "Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì?" Khuôn mặt Tu Trường Thanh trầm xuống, nhịn không được nữa, liền muốn bộc phát. "Trước đừng nóng giận, lão sư, người nghe một chút lại nói." Không trả lời lão sư nói, Tiết Chân Dương chỉ trên đài. "Nghe một chút" Tu trường thanh sửng sốt, mặc dù tức giận, nhưng nhìn thấy chung quanh tất cả đều là học sinh, vẫn cưỡng ép nhịn xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Hiện tại đang giảng bài là một nữ hài, bộ dáng 16-17 tuổi, dung mạo có chút xinh đẹp, so với hồ yêu yêu, đồng hân cũng không kém chút nào. Thối công, là chân, cùng thân pháp hợp hai làm một, chúng ta đều biết, đi đường, chạy bộ đều dùng chân, nếu như có thể coi những này làm quá trình tu luyện, thối công tất nhiên tiến nhanh, Chúng ta tu luyện công pháp, chú trọng nhiều nhất là kỹ xảo, toàn phong thối, Hàn Dương thối, đại lực kim cương thối. Rất nhiều cước pháp, chỗ nào cũng có, toàn sách là sách, thực tế là tìm nhầm phương hướng, công hiệu của chân là đi đường, loại công hiệu này phát huy đến cực hạn, chính là tốt nhất. Nữ hài nhấn rõ từng chữ, chậm rãi nói ra. Vừa mới đầu tu trường thanh không để ý lắm, càng nghe càng cảm thấy kinh hãi, da mặt cũng bắt đầu giật động người trong nghề vừa ra tay liền biết có môn đạo hắn là võ ký học viện viện trưởng càng là danh sư lục tinh đỉnh phong lĩnh ngộ võ ký cực kỳ cao thâm đối phương giảng giải thối công mặc dù nghe cơ sở nhưng chu đáo nhắm thẳng vào bản chất thậm chí không ít địa phương lý giải so với hắn còn muốn khắc sâu có thể nói coi như hắn giảng giải cũng kém xa đối phương cái này là cơ sở cơ sở thối công có thể có nhiều biến hóa như vậy lại nghe một hồi, lông mày nhịn không được nhíu lại. Giống như đối phương nói, võ ký coi trọng quỷ dị, ngoài dữ liệu, để người ta khó lòng phòng bị, mà đối phương giảng giải lại là đại đạo đường đường, đường đường chính chính, không có chút bàng môn tà đạo. Nào! Nhưng chẳng biết tại sao, càng như vậy, lại càng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Đi đường kéo theo toàn thân, nếu như lực lượng đi đường, dùng bàn chân truyền ra ngoài thì sao? Đây chính là thối công hôm nay ta muốn truyền thụ, có thể trong nháy mắt tập trung lại lực lượng toàn thân để đối thủ cảm nhận được toàn bộ tu vi của ngươi nữ hài trên đài tiếp tục giảng giải hai chân có thể kéo theo toàn thân võ khí bình thường một chân chống đỡ một chân khác công kích lực lượng rất hiển nhiên sẽ phân tán nếu như phóng xuất ra toàn bộ lực lượng con mắt của tu trường thanh càng ngày càng sáng cẩn thận nghe xuống dưới một lát sau mới vỗ đùi đúng a à, thi triển thối công như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết. Không chỉ lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, uy lực công kích cũng sẽ càng cường đại. Mặc dù chiêu số công kích đơn giản, nhưng nhắm thẳng vào hạch tâm đại đạo, thể hiện hết thảy biến hóa cơ sở nhất của võ kỹ. Nội dung nữ hài giảng giải, ở trong lòng chảy xuôi một lần, càng nghe càng cảm thấy hưng phấn, con mắt cũng càng ngày càng sáng. Đối phương nói võ kỹ, cấp bậc khả năng không cao bằng hắn, nhưng là cơ sở thực sự, dựa theo đối phương giảng giải tu luyện, xem như hắn cũng được ích lợi vô cùng đối với về sau học tập có dẫn dắt cực lớn lão sư thế nào nhìn thấy biểu lộ của lão sư tiết chân dương cười nhìn lại hắn mời đám người trịnh lão sư vương sư bá tới giảng bài đồng thời cho giảng bài phí liền đoán được lão sư sẽ tức giận do đó sớm liền làm ra chuẩn bị quả nhiên giống như mình nghĩ lão sư nghe một hồi cũng rơi vào trong đó không cách nào tự kiềm chế nói thật bản thân trong lúc vô tình gặp phải mấy vị này, mặc dù không phải danh sư, nhưng lý giải võ kỹ, cùng lĩnh ngộ tu luyện, thực sự quá sâu sắc, dựa theo phương pháp bọn họ giảng giải tu luyện, tiến bộ nhanh chóng không nói, càng có thể đánh chắc cơ sở, không có kẽ hở. Có thể đoán được, cẩn thận nghe giảng, nghiêm ngặt tu luyện, sau này tiến bộ, tuyệt đối sẽ càng lúc càng lớn, để cho người ta sợ hãi thán phục. Lợi hại, tu trường thanh không ngừng gật đầu không nghĩ tới có người có thể ở võ kỹ cơ sở lý giải thấu triệt như thế một trăm linh thạch trung phẩm nghe được loại chương trình học này xem như kiếm lời linh thạch trung phẩm đối với những danh sư bọn hắn không tính là gì chỉ cần là lão sinh ai không có mấy trăm hơn ngàn chút linh thạch ấy liền nghe được tiết khóa đặc sắc như thế thật sự là lợi nhuận có thể tưởng tượng tiết khóa này qua đi không ít người sẽ có lĩnh ngộ mới đối với võ kỹ từ đó thực lực tăng nhiều Đúng vậy. Tiết chân dương gật đầu. Nếu như không phải thán phục chương trình học của đối phương, đường đường thiên tài của danh sư học Việt, sao có thể bái một gia hỏa nhỏ hơn mình làm sư? Chân dương, cô gái này có lai lịch gì? Cảm khái một câu, tu trường thanh nhịn không được nhìn qua. Cụ thể lai lịch gì ta cũng không biết, nhưng mà hôm qua thời điểm du lịch, ở ngoài trường gặp gỡ. Làm sao, lão sư động tâm thu đồ. Tiết chân dương nhìn qua. Thu đồ. Tu Trường Thanh lắc đầu. Có thể lý giải võ kỹ sâu như vậy, ta nào có tư cách làm lão sư của nàng, mà là muốn mời nàng làm khách khanh trưởng lão của võ kỹ học viện. chương 1461, ta không bán. một Khách khanh trưởng lão. Tiết chân dương nhíu mày, con mắt trợn tròn. Khách khanh trưởng lão, mặc dù không có thực quyền bằng trưởng lão, nhưng ở trên địa vị, thậm chí càng cao thêm một bậc. Bình thường đều là mời một ít nhân vật lợi hại đảm nhiệm, dùng để đề cao danh dự cùng danh vọng của học viện. Thật giống như Hồng Viễn Đế quốc Hoàng đế bệ hạ, liền đảm nhiệm khách khanh trưởng lão của học viện, ngẫu nhiên cũng sẽ tới dạy học, truyền thụ lĩnh ngộ cùng kỹ xảo trên việc tu luyện. Để một nữ hài 16, 17 tuổi làm khách khanh trưởng lão, có phải có chút quá khoa trương hay không? Không sai, nàng có tư cách cùng năng lực này. Vẻ mặt tu trường thanh nghiêm túc gật đầu. Ý nghĩ này của hắn, tự nhiên không phải nói lung tung là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đối phương truyền thụ nội dung, nhắm thẳng vào đại đạo, lợi ít mà ý nhiều, để cho người ta suy nghĩ sâu xa, tu luyện cũng cực kỳ đơn giản, dễ dàng vào tay. Nếu như có thể vào võ ký học viện làm khách khanh trưởng lão, nhất định có thể thu hút càng nhiều học sinh tới tu luyện, dần ra, toàn bộ học viện, đều bởi vậy lớn mạnh. Về sau siêu Việt y sư học viện, thuần thú học viện, trận pháp học viện, trở thành danh sư học viện thứ nhất, cũng chưa biết chừng danh sư, trọng yếu nhất là thủ nghiệp giải thích nghi hoặc, rất nhiều người không coi trọng võ kỹ, lại thêm tu luyện võ kỹ dường già phức tạp, cần đêm ngày khổ luyện, mấu chốt còn không tính chức nghiệp phụ tu, không quan hệ tới tăng lên cấp bậc danh sư. Do đó, rõ ràng là ngành học gia tăng sức chiến đấu lợi hại, nhưng người chọn cực ít, ở trong toàn bộ danh sư học viện, đã xếp ở đếm ngược. Gần như chỉ ở trước thiên công viện, thư họa viện, ma âm viện, kinh hồng viện mà thôi nói đến đều có chút bi thương. Cho tới nay, tăng cường danh khí học viện là giấc mộng của hắn, hiện tại cơ hội tới, làm sao không kích động. Vậy thì tốt, lão sư vào phòng chờ trước, tiếp khóa của vương sư bá sắp giảng xong, ta sẽ mang bọn họ tới, loại sự tình này, vẫn là lão sư tự mình nói tốt hơn. Tiết chân dương gật đầu. Đám người trịnh lão sư, vương sư bá, đều là hắn tìm đến, nếu như có thể trở thành khách khanh trưởng lão của học viện, hắn cũng theo có ánh sáng. Có loại chỗ dựa này, vị trí ở trong học viện cũng càng ngày càng ổn, sau đó giáo huấn một tân sinh vừa tới học viện, còn không dễ như trở bàn tay. Nhẹ nhõm vui vẻ. Ân Tu Trường Thanh không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi vào gian phòng cách đó không xa, không lâu sau, cửa phòng mở ra, Tiết Chân Dương mang theo đám người Vương Dĩnh đến. "Trịnh lão sư, Vương sư bá, Lưu sư bá, vị này là ân sư của ta, phó ký học viện tu viện trường. Vừa đi vào phòng, Tiết Trân Dương giới thiệu cho hai bên. Vị này là Trịnh Dương Lão Sư, ta theo hắn học tập thương pháp. Vị kia là Vương Dính, vừa rồi thời điểm Vương Sư Bá giảng bài, ngài đã thấy. Vị này là Lưu Dương Lưu Sư Bá. Viện trưởng, đám người Trịnh Dương nhìn nhau, từng người mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi nghe nói có người muốn gặp bọn họ, còn tưởng rằng là ai, không nghĩ tới lại là võ ký học viện viện trưởng, toàn bộ giật nảy mình. Chư vị không cần khiếp sợ, ta mời các ngươi tới là muốn mời các ngươi làm khách khanh trưởng lão của học viện không biết có thể hay không tu trường thanh cười cười nói khách khanh trưởng lão đám người trịnh dương ngây người bọn họ ngay cả danh sư cũng không phải muốn làm khách khanh trưởng lão của danh sư học viện thật hay giả cái vinh dự này thật là quá lớn đi đúng tu trường thanh gật đầu các ngươi có nguyện ý hay không đương nhiên nguyện ý đám người trịnh dương đồng thời gật đầu Cả đám mặt mũi hưng phấn. Vậy là tốt rồi, ta sẽ trình báo ngay, chậm nhất xế chiều hôm nay, liền sẽ đưa tới thân phận lệnh bài đại biểu cho các ngươi. Thấy đối phương đồng ý, Tu Trường Thanh nhẫn gật đầu không ngừng. Hàn Huyên một hồi, Tu Trường Thanh xoay người rời đi. Rất nhanh chỉ còn lại có đám người Trịnh Dương. Ba người đưa mắt nhìn nhau, dường như đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng. Cái này, chúng ta biến thành trưởng lão học viện Trương lão sư vẫn là học sinh. Trở về nên nói như thế nào? Không biết qua bao lâu, Vương Dĩnh nhịn không được nói. Cái này, Trịnh Dương, Lưu Dương vào đầu. Nói thật, bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Hiện tại lão sư Trương Huyền vẫn chỉ là học sinh học viện mà bọn họ thành trưởng lão. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hoang đường. Cái này, nếu không có thể giấu giếm một ngày liền giấu giếm một ngày đi. Trịnh Dương trầm mặc một lát nói. Được. Hai người vương dính, Lưu Dương đồng thời gật đầu. Không phải bọn họ muốn che giấu, mà là, thật không biết nên nói như thế nào. Để cho người ta cảm thấy thực sự quá khó tin nổi. Người nói cái gì, tu viện trưởng, tiết chân Dương tìm tiểu gia hỏa đến giảng bài, biến thành khách khanh trưởng lão. Liếc mắt nhìn nhau, đồng hân, long thương nguyệt đều xém ngất. Còn tưởng rằng tu viện trưởng qua, sẽ dạy bảo Tiết Chân Dương một chút, không nghĩ tới mấy tên kia biến thành khách khanh trưởng lão. Cái này sao có thể? Đùa giỡn đi. Thật sự, không chỉ như thế, ta còn nghe nói, tu viện trưởng vừa từ Chân Dương hội về, liền bế quan tu luyện, trời sắp tối mới xuất quan. Nghe nói đối với võ kỹ có lĩnh ngộ mới, tỷ thí với Trần Viện phó, một chiêu liền đánh bại đối phương. Một học viên nói, một chiêu đánh bại Trần Viện phó. Mặc dù thực lực của Trần Viện Phó không bằng tu viện trưởng, nhưng cũng không sai biệt nhiều, đoạn thời gian trước bọn họ luận bàn qua, dùng không dưới 10 chiêu, hiện tại một chiêu. Đôi mắt thanh tú của Đồng Hân viết đầy không thể tưởng tượng nổi. chương 1462, ta không bán. 2. Chẳng lẽ, những người kia giảng bài, nội dung thật lợi hại như vậy? Dù sao ta nghe nói, người nghe qua khóa, đều có mức độ đột phá khác biệt, từ đó thực lực tăng nhiều, Học viên nói, còn có loại sự tình này, Long Thương Nguyệt, Đồng Hân từng người siết chặt nắm đấm, xem ra về sau phải cẩn thận chân dương hội. Một màn đồng dạng còn phát sinh ở học hội khác, không ít lão sư thậm chí cũng bị khiếp sợ. Để ba thiếu niên không tới hai mươi làm khách khanh trưởng lão, đây chính là sự tình toàn bộ danh sư học viện chưa bao giờ có. Trong nháy mắt huyên náo cả trường, không ít tân sinh cũng biết nhưng bọn họ chỉ biết phó ký học viện có khách khanh trưởng lão mới mà không biết họ tên xác thực tự nhiên càng không biết lai lịch của ba người này học viện chấn động đều đang khiếp sợ vì ba vị khách khanh trưởng lão bên trương huyền rốt cục trở lại học viện vưu phó viện trưởng nói trong hai ngày mang vân vụ hoa đến về thời gian còn kịp tiến vào học viện trương huyền không có trở về khu tinh anh mà trực tiếp đi y sư học viện mặc dù dùng hồn lực tẩm bổ ngụy như yên đã ổn định lại tạm thời không có vấn đề quá lớn nhưng kiên trì không lâu nhất định phải nhanh cứu chữa mới được nói cách khác nhất định phải đạt được thập diệp hoa vì cứu người cũng vì ngụy trường phong chết đi xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đến y sư tháp tìm tới nơi ở của vưu phó viện trưởng gõ cửa một cái tôn nguyên lão sư đi ra ngươi thấy là trương huyền tôn nguyên kinh ngạc vân vụ lĩnh nguy hiểm hắn biết rõ rõ ràng ràng làm sao có thể không có việc gì ta tới gặp vư phó viện trưởng. Trương Huyền nói, biết rõ vân vụ lính nguy hiểm, phó viện trưởng còn để ngụy trường phong ngắt vân vụ hoa, chỉ sợ là cố ý. Mặc dù tức giận, nhưng vì ngụy như yên, hắn vẫn nhịn xuống. Thập diệp hoa, loại thánh dược có thể khôi phục linh hồn này, toàn bộ hồng viễn thành khả năng chỉ có vị phó viện trưởng này mới có, trường phong đã chết, không thể để cho kiên trì cùng hy vọng của hắn rơi vào khoảng không. Mời vào, tôn nguyên sửng sốt một chút, vẫn gật đầu, để hắn đi vào. Rất nhanh liền nhìn thấy vưu phó viện trưởng. Vưu viện trưởng, đây là vân vụ hoa, dựa theo ước định của ngươi, trong vòng hai ngày lấy được. Trương Huyền không có đi vòng, cổ tay khẽ đảo, đưa tới đóa hoa mà ngụy Trường Phong liều mạng lấy được ra. Nhận được, vưu phó viện trưởng xứng sờ, tiếp nhận hộp ngọc, tiện tay mở ra. Một cỗ mây mù chi khí từ trong hộp bay lên, uyển như bụi mù, cho người ta một loại cảm giác sảng khoái. Vân vụ hoa, coi như không nung, cũng cho người một loại hưởng thụ khác, bằng không thì cũng không có khả năng nổi danh như thế, thậm chí hồng viễn hoàng thất cũng coi là bảo vật. Quả thực là vân vụ hoa. Vưu phó viện trưởng nhẹ gật đầu. Như vậy phải chăng có thể cho ta thập diệp hoa? Trương Huyền nói. Không thể. Vưu phó viện trưởng lắc đầu. Ta muốn là vân vụ hoa tươi mới, mục đích là vì nuôi dưỡng. Người bây giờ cho ta một cây hái xuống, đã tử vong, làm sao cho ngươi. Như vậy đi, nếu như ngươi thật muốn thập diệp hoa, lấy đến cho ta một cây vân vụ hoa còn sống. Sống? Trương Huyền sầm mặt lại. Thời điểm đối phương nói trao đổi, hắn liền ở bên cạnh, căn bản chưa nói qua cái gì sống. Bây giờ lại tìm cớ, rất rõ ràng là không muốn cho hắn thập diệp hoa. Tốt, sống liền sống. Mặc dù có chút giận, nhưng Trương Huyền vẫn gật đầu, nắm hộp ngọc ở trong lòng bàn tay tinh thần khẽ động, truyền vào một tia thiên đạo chân khí. Cùng thời khắc đó, vận chuyển lực lượng, từ trong giới chỉ lấy ra một giọt địa mạch linh dịch, lặng lẽ nhỏ ở trên gốc. Dù bụi dược liệu này bị rút ra gần một ngày một đêm, nhưng đặt ở trong hộp ngọc, bảo trì lại mới mẻ. Lại dùng thiên đạo chân khí cùng địa mạch linh dịch có thể tẩm bổ vạn vật, hẳn là có thể cứu sống. Quả nhiên, thập diệp hoa thoạt nhìn có chút hủ rũ, ở dưới chân khí cùng địa mạch linh dịch trợ giúp, lần nữa khôi phục lại ngạo nghễ dựng đứng tản mát ra mùi thơm kinh người sống lại tôn nguyên nhịn không được ngẩn ngơ ngay cả vưu phó viện trưởng cũng sững sờ tại nguyên chỗ nói thật hắn căn bản là không muốn bán thập diệp hoa cái gọi là vân vụ hoa đều là mượn cớ mà thôi vốn cho rằng nói muốn sống có thể để cho đối phương biết khó mà lui không nghĩ tới thời gian nháy mắt tên này liền làm được được rồi vân vụ hoa đã sống Vưu phó viện trưởng có thể trồng. Thở phào nhẹ nhóm, Trương Huyền lần nữa đưa hộp ngọc tới. "Không sai, thứ này sống lại, nhưng thập diệp hoa còn không có hoàn toàn hoàn thiện, ta không thể cho ngươi." Vưu phó viện trưởng lần nữa lắc đầu. "Không bằng như vậy đi, bội dược liệu này đại khái 10 năm sau có thể hoàn toàn hoàn thiện, đến lúc đó ta có thể phân cho ngươi một gốc." "10 năm sau?" Trương Huyền hít mắt lại, tràn đầy lửa giận. "Trước ngươi nói trong hai ngày lấy ra vân vụ hoa liền trao đổi, về sau lấy ra, ngươi còn nói muốn sống, hiện tại dược liệu sống, ngươi còn nói muốn chờ 10 năm, nếu như 10 năm sau, từ chối nữa thì sao? Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta hay sao? Làm một học sinh, hoài nghi lão sư, vô trưởng vô ấu, còn thể thống gì? Hừ, loại nhân phẩm như ngươi, để ta làm sao cho ngươi thập diệp hoa? Sắc mặt vư phó viện trưởng trầm xuống, hất ống tay áo. Người đi đi, ta không bán. chương 1463, 10 vạn học phần. 1. Không bán. Nghe được đối phương quả nhiên nói ra lời này, khuôn mặt trương huyền xanh xám. Nếu như không phải tên này, ngụy Trường Phong sẽ không chết. Nói nhiều như vậy, thế mà còn không bán. Quả nhiên danh sư vô sỉ, so với thánh thú ở vân vụ lĩnh còn đáng sợ hơn. Đúng. Vưu phó viện trưởng khoát tay áo. Không thành thuộc liền bán ra, ta còn không có thói quen này, người đi đi. biết được không có thập diệp hoa, sinh mệnh của ngụy như yên liền tràn ngập nguy hiểm, trương huyền cố nén lồng ngực sắp nổ tung. người ý tứ không thành thục liền không bán, nếu như thập diệp hoa thành thục liền sẽ bán ra. đúng. vưu phó viện trưởng gật đầu. dược liệu không thành thục để cho ta làm sao bán ra? người hẳn rõ ràng đạo lý trong đó cũng không phải là cố ý làm khó. cũng được đã không thành thục không bán, vậy hiện tại ta liền để thứ này hoàn thiện. Lạnh lùng nhìn đối phương một cái, Trương Huyền quay người đi tới gần thập diệp hoa, ngón tay điểm một cái, mấy giọt địa mạch linh dịch chui vào, ngay sau đó thiên đạo chân khí truyền vào trong. Đơn thuần dùng địa mạch linh dịch tẩm bổ, mặc dù cũng có thể để thập diệp hoa nhanh chóng hoàn thiện, nhưng ít nhất phải một ngày, dùng thiên đạo chân khí phụ trợ lại khác biệt, tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Quả nhiên, chân khí cùng linh dịch đi vào, Thập Diệp Hoa mắt trần có thể thấy tăng trưởng, chừng 10 phút sau, 10 nụ hoa liền nở rộ, tản mát ra mùi thơm kinh người. Cái này, Tôn Nguyên trừng to mắt. Thập Diệp Hoa, đây chính là thánh dược, tình huống bình thường cần 10 năm mới có thể hoàn thiện, đối phương chỉ dùng 10 phút. Làm sao làm được? Đã thành thục, Vư phó viện trưởng, hiện tại có thể bán chứ? Trương Huyền đứng dậy. Sắc mặt của Vư phó viện trưởng tái xanh. Nói lấy ra Vân vụ Hoa trao đổi người ta lấy ra rồi nói không phải sống đối phương làm thành sống nói dược liệu không thành thục tại chỗ làm cho thành thục tên này không phải đến mua dược là cố ý đánh mặt a à. làm sao thập diệp hoa thành thục vưu phó viện trưởng lại không muốn bán thấy bộ dáng này của hắn trương huyền nhìn qua a à, gốc thập diệp hoa này là ta một tay nuôi lớn ta nói không bán chẳng lẽ người còn muốn cường đoạt sao vưu phó viện trưởng nhướng mày cường đoạt một vị phó viện trưởng ta đương nhiên không dám trương huyền lắc đầu ánh mắt như điện lần nữa nhìn qua ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng ngươi xác định không bán cho ta không sai thập diệp hoa của ta coi như nát trong đất cũng sẽ không bán cho loại người không biết lễ phép không tuân quy củ như ngươi vưu phó viện trưởng khẽ nói rất tốt trương huyền không nói nhiều nữa xoay người rời đi rất nhanh liền biến mất đi còn tưởng tên này sẽ làm ra chuyện khác người gì, không nghĩ tới nói đi là đi, tôn nguyên xứng sở tại nguyên chỗ, một lát sau, thực sự nhịn không được nhìn về phía viện trưởng. Lão sư, một gốc thập diệp hoa mà thôi, đã muốn mua, liền bán cho hắn là được, cần gì gây khó dễ như thế. Làm càn, thế nào, cánh cứng cáp rồi, muốn giáo huấn lão sư. Vưu phó viện trưởng nhíu mày. Học sinh không dám. Tôn Nguyên ôm quyền, ta nghe nói qua không ít chuyện của tên này, nghe nói cực kỳ tà môn, ta sợ. Hoàn toàn đắc tội, dẫn tới phiền phức. Chuyện cười, vưu hư ta, đường đường cường giả thánh cảnh, y sư học viện phó viện trưởng, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Chẳng lẽ còn sợ một học sinh? Vưu phó viện trưởng cười lạnh. Nhưng mà, tôn nguyên lo lắng. Tên này có thể để cho mạc cao viễn, mi viện trưởng, triệu viện trưởng, vệ nhiễm thuyết viện trưởng coi trọng như thế. Tất nhiên có nguyên nhân, vị lão sư này của mình, tùy tiện đắc tội, có thể từ đó đắc tội mấy vị viện trưởng kia hay không, thậm chí danh sư đường đường chủ. Không có nhưng gì cả, như vậy đi, người đi theo nhìn một chút, nếu như tiểu tử này ở trước mặt đám người mi viện trưởng nói xấu ta, lan ra tin tức không thật gì, liền lập tức bắt lại, dựa theo tội danh nói xấu danh sư cấp cao xử lý. vưu phó viện trưởng hư lạnh, cái này, tôn nguyên trần chờ còn không mau đi, danh sư cấp thấp, vọng nghị cấp cao, là tội lỗi lớn. Tên này cấp bậc không bằng ta, nếu như dám nói lung tung ở trước mặt người khác, là muốn chết. Vưu phó viện trưởng vẫy tay. Vâng, thấy lão sư nói như vậy, Tôn Nguyên không còn cách nào, chỉ có thể nhẹ gật đầu, từ trong sân lui ra ngoài. Danh sư cấp thấp, không có chứng cứ rõ ràng, liền loạn nghị cấp cao, xem như trái lệ, trương huyền này chỉ có tứ tinh, mà lão sư của mình là lục tinh đỉnh phong, tranh lệch hai cấp bậc, thực có can đảm nói lung tung, quả thực có thể làm trận bắt đi. Rời tiểu viện, nhìn chung quanh một vòng, vừa vặn trông thấy trương sư vừa đi ra, còn chưa đi xa, lặng lẽ đi theo. Mặc dù không quá đồng ý cách làm của lão sư, nhưng sư mệnh khó vi phạm, vẫn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Hắn là trước tìm mi viện trưởng hay triệu viện trưởng. Xa xa đi theo, trong lòng phỏng đoán. Sự tình của Trương Huyền, hắn nghe nói không ít, bất kể mi viện trưởng, triệu viện trưởng hay vệ viện trưởng, đều xem như khách quý, nếu quả thật muốn tìm phiền toái, khẳng định sẽ tìm một cái trong bọn hắn. Nhưng coi như ba người kia địa vị tôn sùng, cùng bọn hắn không thuộc về một học viện, nhiều nhất làm người giảng hòa, hẳn là sẽ không làm gì được lão sư hắn. Ta cảm thấy tìm triệu viện trưởng khả năng tương đối lớn, luyện khí sư học viện xếp hạng thứ hai, đối với hắn cũng càng thêm coi trọng. Thì thầm một tiếng, đang phỏng đoán đối phương sẽ tìm ai cáo trạng, liền thấy thanh niên phía trước xoay một cái, đi vào y sư tháp. Ân, đi y sư tháp làm gì? Con mắt hắn chấp chấp. Dựa theo ý nghĩ của hắn, người thanh niên này không tìm mấy vị viện trưởng khiếu nại, tìm sư phụ của mình phiền phức sao. Làm sao lại chạy đến y sư tháp? Đi qua nhìn một chút. Hắn vội vã đi theo. Audio điện tử võ tấn bền. Trường 1464, 10 vạn học phần hai y sư tháp dòng người như thoi đưa trương huyền đi vào đám người liền không thấy tung tích tôn nguyên tìm nửa ngày cũng không tìm được thực sự nhịn không được tới trước đài phục vụ một nữ hài đứng ở trong quầy thấy hắn tới vội vàng ôm quyền tôn lão sư chính là nữ hài ngày đó mang trương huyền đi biệt viện ân người có thấy tân sinh gọi trương huyền kia không tôn nguyên hỏi trương huyền nữ hài sững sờ chính là người ngày đó người mang theo đi gặp vưu phó viện trưởng tôn nguyên cau mày hắn hắn chính là trương huyền nữ hài che miệng con mắt trợn tròn giống như cực kỳ hưng phấn nói thật mấy ngày nay trong sân trường bất kể lão sư hay tân sinh người không biết trương huyền đã không nhiều lắm khổ khổ người có thấy không thấy trong mắt nữ hài tràn đầy ngôi sao nhỏ tôn nguyên im lặng nhịn không được khoát tay áo đều là cái gì a à? người một học sinh cấp cao cần sùng bái cấp thấp sao sùng bái thì sùng bái nhưng không cần biểu hiện rõ ràng như vậy a à. thấy hắn mới vừa ở chỗ ta lĩnh cái bảng biểu nói muốn đi sông nghi nan bích kiếm chút học phần nữ hài gật đầu đi nghi nan bích kiếm học phần tôn nguyên sửng sốt một chút nhịn không được lắc đầu nghi nan bích mỗi y sư công hội đều có bình thường đều thả nghi vấn tạp chứng khó giải quyết lên cổ vũ hậu nhân hoàn thành mà trên thực tế có thể hoàn thành. Lại đếm được trên đầu ngón tay, hầu như làm không được. Giống như thông đạo ghi chép của luyện khí sư học viện, hàng năm muốn đi sông không biết bao nhiêu, nhưng lại có mấy người có thể thành công. Đúng vậy, nữ hài gật đầu. Ta còn tưởng rằng sẽ đi tìm triệu viện trưởng, không nghĩ tới đến sông Nghi Nan Bích, tên này đến cùng muốn làm gì. Tràn đầy kỳ quái, Tôn Nguyên đang không biết tiểu tử kia làm cái quỷ gì, liền nghe một hồi oanh minh, tựa như động đất, bàn chân có chút run rẩy. Đây là thế nào? Y sư học viện, luôn luôn chắc chắn, trừ khi phát sinh biến cố, nếu không sẽ không lay động. Nhanh qua nhìn một chút, nghi nan bích sập. Nghi nan bích, đây chính là câu thông y sư tổng bộ, làm sao sẽ sập? Ta nghe nói, vừa rồi có người xông vào trong, không đến 10 phút liền phá giải tất cả nghi vấn khó xử lý trong đó, vận chuyển quá nhanh, bức tường không chịu nổi, liền sập không chịu nổi. Đúng vậy, nghi nan bích vận chuyển, xử lý đáp án cùng tin tức, dùng chính là linh thạch thượng phẩm, mấy trăm nghi vấn khó xử lý, 10 phút phá giải, tốc độ có thể tưởng tượng được. Vận chuyển quá nhanh, tốc độ quá mạnh, có thể chịu được mới lạ. Đang kỳ quái, liền nghe được tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, ngay sau đó Tôn Nguyên liền thấy vô số người lao tới chỗ nghi nan bích. Tốc độ phá giải quá nhanh, nghi nan bích vận tải không được, sụp đổ. Tôn Nguyên trừng to mắt, suýt chút nữa rớt xuống. Thật hay giả? Nghi nan tạp trứng trên nghi nan bích, hắn đi phá giải qua, cực kỳ khó, đừng nói hắn, coi như lão sư của hắn, cũng khó có thể hoàn thành, làm sao có người phá giải toàn bộ trong 10 phút. Chẳng lẽ là, Trương Huyền, đột nhiên nhớ tới nữ hải nói, nhịn không được nhìn lại, chỉ thấy người sau cũng trợn tròn trong mắt. Hôm nay còn có người khác đi sông nghi nan bích không? Vội vàng hỏi không có, chỉ có hắn. Nữ hài run rẩy thật là hắn. Trái tim băng lãnh, rốt cuộc kìm nén không được. Đi qua nhìn một chút. Hai người vội vã tiến đến nghi nan bích, quả nhiên thấy thông đạo cao lớn trước đó, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích, không ngừng phả ra khói xanh. Một trung niên mặt mày xám xịt từ phế tích đi tới, chật vật không nói ra được. Hồ sư, xảy ra chuyện gì? Tôn Nguyên vội vàng nghênh đón. Vị hồ sư này, chính là đồng môn sư đệ của hắn, chịu trách nhiệm chăm sóc nghi nan bích. Là trương huyền kia chạy tới, sông nghi nan bích, giải quyết toàn bộ tạp chứng. Bởi vì tích lũy học phần quá nhiều, tính toán không ra, cho nên. Thông đạo liền sập, bờ môi hồ sư run rẩy vội vàng giải thích. Tích lũy học phần quá nhiều. Tôn Nguyên sững sờ. Đúng vậy, tình huống của nghi nan bích người cũng không phải không biết, vì cổ vũ học viên đến sông, giải quyết càng nhanh, lấy được học phần càng cao một canh giờ giải quyết một cái có thể được một điểm học phần giải quyết hai cái liền có thể được ba học phần giải quyết ba cái thì được sáu học phần dùng cấp số nhân tính toán hồ sư giải thích tôn nguyên gật đầu nghi nan bích quả thực có loại quy định này thời gian giải quyết càng nhanh nan đề càng nhiều lấy được học phần càng cao đây cũng là vì đề cao tốc độ chữa bệnh của học sinh có thể ở trong thời gian càng ngắn chữa bệnh cứu người Trường Huyền kia, trong vòng 5 phút giải quyết vượt qua 500 nghi vấn tạp chứng. Học phần quá nhiều, tất cả học phần gộp lại cũng không đủ, lại thêm cơ quan vận chuyển quá nhanh, liền biến thành như vậy. Hồ sư giải thích, học phần không đủ. Thân thể nhoáng một cái, Tôn Nguyên mắt tối sầm lại, suýt chút nữa hôn mê. Người nói là, hắn, hắn kiếm vượt qua 10 vạn học phần. Chương 1465, Tôn Nguyên sụp đổ một. 10 đại học viện mỗi 10 năm đều có số lượng học phần nhất định cung cấp cho học sinh. Căn cứ học viên bao nhiêu, đứng đầu hay không đứng đầu, học phần hoàn thành tỷ lệ như thế nào. Rất nhiều điều kiện, tiến hành đánh giá. Y sư học viện là học viện cỡ lớn bài danh thứ 5, căn cứ nhiều năm qua đánh giá, trong 10 năm thời gian, có thể chi phối 10 vạn học phần. Học sinh đọc sách, sử dụng trong trường học, cơ bản có thể thu về, hình thành tuần hoàn. chương huyền này, có thể để cho Nghi Nan Bích không cách nào phân phối học phần, cứ thế đổ sụp. Nói rõ nhận được số lượng học phần vượt qua 10 vạn. Nói cách khác, vượt qua tổng hợp 10 năm học phần của toàn bộ y sư học viện. Lão sư trưởng quản học phần cùng phân phối nhiệm vụ, học phần không đủ phát. Nguy rồi, xảy ra đại sự. Nghĩ đến một việc, khóe miệng Tôn Nguyên co giật, sắp muốn khóc. Lão sư của hắn Vưu Hư, đang trưởng quản y sư khảo hạch cùng phân phối học phần. 10 năm học phần, đều bị một người nhận lấy, người khác làm nhiệm vụ, lại không có học phần, có thể chạy tới tìm phiền toái hay không. Nhẹ, nhục mắng một trận, nặng, chỉ sợ cũng dám động thủ. Học phần liên quan học viên tu hành, không bỏ ra nổi, vi phạm quy tắc của toàn bộ học viện, làm phó viện trưởng chủ quản, liền phải bị trừng phạt. Còn tưởng rằng tên này sẽ chạy tới tìm triệu viện trưởng cáo trạng, không nghĩ tới, người ta còn chưa có đi, chỉ sông nghi nan bích, liền đẩy lão sư hắn lên nơi đầu sóng ngọn gió ai cũng cứu không được y sư học viện nếu bởi vì việc này gây nên vô số học sinh bất mãn bắt đầu bỏ khóa thực lực tổng hợp tất nhiên sẽ hạ thấp làm không cẩn thận sẽ từ xếp hạng thứ năm ngã xuống mấy cấp bậc đến lúc đó không cần nhiều lời vị trí phó viện trưởng này khẳng định không làm nổi đúng vậy hồ sư cũng ý thức được điểm ấy vẻ mặt cười khổ đúng rồi trương huyền kia không ở nơi này sao biết đối phương khẳng định là cố ý tìm phiền toái, Tôn Nguyên dạo qua một vòng, không phát hiện tung tích, nhịn không được hỏi. Hắn, hắn giải quyết xong nghi nan bích liền đi, hình như đi chứng bệnh đài. Hồ Sư nói. Khóe miệng Tôn Nguyên co giật, thân thể nhoáng một cái. Chứng bệnh đài, hắn đi chỗ kia làm gì? Chứng bệnh đài bố trí cơ quan, có thể để cho danh sư phụ tu y đạo, cảm nhận được bệnh chứng thần kỳ, thuận tiện cũng có thể đo lường phương thuốc chuẩn xác hắn qua hẳn là muốn đo lường thực lực y đạo của bản thân hồ sư nói chứng bệnh đài giống như nghi nan bích cũng là đồ vật chỉ y sư công hội mới có có thể để danh sư học tập y đạo kiểm nghiệm phương thuốc hữu hiệu mà không phải kê loạn đơn thuốc hắn ngay cả nghi nan bích cũng có thể xông qua còn cần kiểm nghiệm thực lực sao con mắt tôn nguyên tối sầm lại suýt chút nữa không khóc nghi nan bích là khó khăn nhất của toàn bộ học viện tổng kết tất cả tạp chứng khó xử lý nơi này nhẹ nhõm qua ải, 10 phút đồng hồ giải quyết hơn 500 triệu chứng. Y thuật như thế, còn cần đến chứng bệnh đài đo lường. Cái kia, nguy rồi. Hồ sư cũng kịp phản ứng, đang muốn nói gì, lần nữa nghe được một tiếng oanh minh, nơi xa bụi mù dâng lên, như lại có cái gì sụp đổ. Là chứng bệnh đài, nhanh qua nhìn một chút. Bờ môi co lại, tôn nguyên sắp muốn điên rồi, mang theo đám người hồ sư vội vã chạy tới, chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy thân thể nhịn không được nhoáng một cái. Chứng bệnh đài, thông đạo lớn như vậy đã đổ sụp thành phế tích, một lão sư đứng ở bên cạnh, ánh mắt đờ đẫn. Chu sư, chuyện gì xảy ra? Tôn Nguyên tới gần. Vị chu sư này, cũng là đồng môn sư đệ của hắn, học sinh thân truyền của vưu phó viện trưởng, chịu trách nhiệm sửa chữa cùng đo lường chứng bệnh đài. Một vị tân sinh, nói muốn tới đo lường, liền để tiến vào, ai ngờ đi vào không đến 3 phút, liền biến thành như vậy. Bờ môi chu sư run rẩy đến bây giờ cũng không thể tin được. Tân sinh kia tên gì, hắn ở đâu? Biết bây giờ không phải thời điểm xoắn suýt vấn đề tại sao lại sập, Tôn Nguyên vội vàng hỏi. Hắn gọi Trương Huyền, người, đã đi tiền bối lâm. Chu sư nói, tiền bối lâm, Tôn Nguyên sướng sờ. Tiền bối lâm là rừng bia tập hợp ý niệm của tiền bối, phía trên viết sự tích cứu người trong cả đời bọn họ, cùng phương thuốc giải quyết tạp chứng. Dùng để cho hậu nhân dám thưởng học tập, đi nơi đó làm gì. Nếu như nói nghi nan bích, chứng bệnh đài, là vì đo lường y thuật, kiếm lấy học phần, tiền bối lâm là dùng để chiêm ngưỡng. Chỉ cần là đại y sư nổi danh học viện, đều sẽ đúc bia lưu danh, viết lên trong cuộc đời hắn giải quyết các chứng bệnh, cùng phương thuốc, để hậu nhân sùng bái chiêm ngưỡng. Nơi này không quan hệ tới học phần, là địa phương khích lệ hậu nhân, chạy tới làm gì nhanh qua nhìn một chút. Hồ sư nhịn không được nói. Ân, tôn nguyên vội vàng gật đầu. Mặc dù nơi này không quan hệ tới khảo hạch học phần, nhưng trương huyền thực quá tà môn, phải qua nhìn một chút cho thỏa đáng. Mấy người vội vã chạy tới, còn chưa tới gần, lần nữa nghe được mặt đất lay động, ngay sau đó là vô số bia đá nổ tung. Đung đưa kịch liệt, chấn mặt đất xuất hiện vết rách, toàn bộ y sư tháp xuất hiện lay động kịch liệt. Chương 1466, Tôn Nguyên sụp đổ hai. Chuyện gì xảy ra? Vội vàng đi tới gần, thấy tiền bối Lâm tràn đầy phế tích, đám người Tôn Nguyên đều điên rồi. Đây là địa phương hiển lộ rõ ràng sự tích huy hoàng của tiền bối, làm sao có thể phá hư? Chẳng lẽ, ra tay công kích. Nghi Nan Bích, chứng bệnh đài là bởi vì vượt quan quá nhanh, cơ quan không chịu nổi, bản thân đổ sụp, coi như trách cứ, cũng không trách được lên đầu hắn, chỉ có thể trách cơ quan thiếu hụt không cân nhắc đến có người giải quyết nhiều nan đề nhanh như vậy. Nhưng tiền bối lâm không liên quan khảo hạch, đổ nát như thế, sẽ không phải là động thủ chứ. Tùy ý ra tay phá hư đồ vật của y sư học viện, nhất là tài phú tiền bối lưu lại, tuyệt đối là tội ác tài trời, đầy đủ đưa lên tòa án danh sư, bị trực tiếp thẩm phán. Cái này, cái này sao có thể? Đang kỳ quái, chỉ thấy một trung niên vẻ mặt đờ đẫn đi tới, tràn đầy hoảng hốt, tựa như bị cái gì đả kích sắp muốn điên rồi diệp sư tôn nguyên vội vàng hô vẫn như cũng là sư đệ của hắn chịu trách nhiệm bảo vệ tiền bối lâm bởi vì bên y sư tháp thuộc vư phó viện trưởng trưởng quản lão sư nhận cương vị chủ yếu cơ bản đều là học sinh của hắn nhìn thấy bọn người tôn nguyên hồ sư diệp sư mới phản ứng được quay đầu nhìn về phía phế tích trước mắt đều sai không nghĩ tới đều sai diệp sư đến cùng xảy ra chuyện gì là có người dùng man lực công kích tiền bối lâm tôn nguyên nhịn không được hỏi man lực diệp sư lắc đầu chính các ngươi nhìn liền biết cũng không giải thích lấy ra một ngọc tinh ghi chép đưa tới đám người tôn nguyên hồ sư vội cúi đầu nhìn lại chỉ thấy bên trong ánh sáng lóe lên xuất hiện bộ dạng tiền bối lâm hoàn hảo không chút tổn hại ngay sau đó một thanh niên đi tới không phải trương huyền thì là ai trương huyền đi tới trước tấm bia đá thứ nhất đây là lúc y sư học viện vừa mới thành lập, bi văn của vị viện trưởng thứ nhất, phía trên trình bày cả đời cống hiến của hắn, thành tựu lớn nhất chính là giải quyết khuyển yêu chứng. Khuyển yêu chứng là một chứng bệnh quỷ dị lưu hành năm đó, bị linh thú loài chó cắn, trong vòng 3 tháng sẽ phát tác, coi như cường giả thánh cảnh cũng khó đào thoát, mới đầu toàn thân lột xác, sau đó dài lông, mấy ngày ngắn ngủi, liền sẽ mất lý trí, biến thành quái vật gặp người liền cắn. Lúc đó bệnh chứng này lan tràn, làm hại bốn phương, vị viện trưởng kia trải qua dòng dã nửa năm khổ tâm nghiên cứu, rốt cục chế biến ra phương thuốc. Nhưng phương thuốc này chỉ dự phòng, không thể chỉ tận gốc, vì giải quyết tai họa ngầm, học viện điều vô số cao thủ, hỏa táng tu luyện giả mắc bệnh đã bị chém giết, khống chế bệnh lan tràn, lúc này mới chính thức giải quyết. Mặc dù lúc ấy chém giết rất nhiều, nhưng tương đương cứu càng nhiều người, do đó vị viện trưởng này cũng được người sùng bái, lưu truyền tới nay. Đang nghi ngờ, chỉ thấy Trương Huyền nhìn bia đá một cái, bờ môi mở ra, phát ra âm thanh. Khuyển yêu chứng, là linh thú loài chó, máu trong cơ thể có độc tạo thành. Chỉ cần sử dụng quỷ ma hai tiền, hồng diệp bốn tiền, nửa lạng tử hiểu căn, phối hợp tâm huyết của linh thú loài chó, rèn luyện một canh giờ, liền có thể giải quyết. Người chém giết toàn bộ người bệnh hỏa táng, dùng phương thuốc, giá cả gấp mấy chục lần của ta, thật không biết có gì đáng tự hào, nhưng lưu truyền hậu thế chẳng lẽ là muốn cho hậu nhân cảm thấy hành động của ngươi mất mặt sao? Tạch tạch, nghe được hắn nói, trong tấm bia đá lưu lại ý niệm tiền bối, dường như biết phương thuốc của hắn càng thích hợp điều trị chứng bệnh hơn, năm đó chém giết, quả thực sai lầm, một hồi lay động kịch liệt, ầm vang nổ tung. Ngay sau đó, Trương Huyền đi về phía bia đá thứ hai, giống như tấm thứ nhất, nhìn thoáng qua, lần nữa nói ra một phương thuốc, bi văn ẩn chứa ý niệm của tiền bối, lần nữa cảm thấy ái náy, chủ động nổ tung một đường đi về phía trước một đường mở miệng từ nhìn bia đá đến bắt đầu nói chuyện ngay cả hai cái hô hấp cũng không có nhưng mỗi lần mở miệng tất nhiên có một bia đá nổ tung nói cách khác hắn nói phương thuốc đều cao cấp hơn càng dễ phối chế ơn trên tấm bia đá lưu lại lấy y đạo giao đấu với tiền bối để bọn hắn cảm thấy không bằng chủ động hủy đi lạc ấn lưu lại khóe miệng đám người tôn nguyên hồ sư co giật Rốt cuộc biết vì cái gì tinh thần của Diệp sư có chút hoảng hốt. Thủ hộ tiền bối Lâm, sớm đã phục mấy tiền bối kia sát đất, cảm giác cử động của bọn hắn đều là chính xác, kết quả có người nói toàn bộ là sai lầm, hơn nữa còn được bọn họ công nhận. Gặp phải chuyện này, không sụp đổ tại chỗ đã rất không tệ rồi. Nghi Nan Bích, chứng bệnh đài, tiền bối Lâm, bốn địa phương trọng yếu nhất của y sư tháp, có ba loại đều hoàn toàn phế đi, lão sư đến cùng đắc tội dạng quái thai gì a? À? nhìn tình huống tiền bối lâm bị phá hủy một lần tôn nguyên nhịn không được lẩm bẩm nói ra thiếu hụt của tiền bối dẫn đến bi văn tự diệt không những không có tội còn có công lao nếu truyền đến y sư công hội khẳng định còn được ca ngợi nhìn một chút biết phương thuốc sai lầm tên này đến cùng làm sao làm được đúng rồi trương huyền đâu tiền bối lâm đổ sụp hắn lại đi nơi nào sau khi hết khiếp sợ lúc này tôn nguyên mới phản ứng được nhìn không được vội vàng nhìn chung quanh. Tôn lão sư, không xong, trương sư đi tầng thứ hai, định sông y sư tháp, khảo hạch y sư. Đột nhiên, không biết ai hô lên, lời nói còn không có kết thúc, liền nghe được đại địa lay động, vô số đá vụn bay lượn xuống. Lập tức nhìn thấy gian phòng rộng lớn trước mắt, trong nháy mắt lật úp. Y sư tháp, xong. Tôn Nguyên khóc. Chương 1467, Y sư sinh tử đấu một. Y sư tháp, tổng cộng 7 tầng. Tầng thứ nhất dùng để chữa bệnh, nghi nan bích cũng thiết lập trong đó. Tầng thứ hai đến 5 tầng phía sau, theo thứ tự là cơ quan khảo hạch từ y sư nhất tinh đến y sư lục tinh. Toàn bộ y sư tháp, giống như khí hải của luyện khí học viện, cũng là cơ quan cùng trận pháp dung hợp, người khảo hạch tiến vào bên trong, không chỉ phải có kiến thức y học phong phú, còn phải có kinh nghiệm chữa bệnh. Chữa bệnh không phải luyện khí, dược liệu ngàn vạn loại, cùng một loại chứng bệnh, có thể nhẹ nhõm mở ra mấy trăm loại, thậm chí ngàn vạn loại phương thuốc khác biệt. Do đó, y sư tháp khảo hạch không thể giống như khí hải quy cổ cứng ngắt, trong đó lưu lại vô số ý niệm của tiền bối, tiến hành kiểm nghiệm phương thuốc của người tham gia khảo hạch. Có những ý niệm này đo lường, những người khác khảo hạch, không vấn đề quá lớn, nhưng trương huyền liền không giống. Rất nhiều phương thuốc ở tiền bối lâm đều bị hắn phê không phải, tiền bối lưu lại, câu trả lời chính xác, khẳng định cũng không để vào mắt. Một khi mở ra phương thuốc tốt hơn, tiền bối ý niệm chịu trách nhiệm xét duyệt, tất nhiên sẽ xấu hổ không chịu nổi. Sau đó, sau đó, liền giống như tiền bối Lâm, ầm vang sụp đổ. Y sư học viện thành lập không biết bao nhiêu năm, kinh nghiệm của vô số tiền bối lại không sánh nổi tên này. Khó trách Mi viện trưởng, Triệu viện trưởng, thậm chí về viện trưởng luôn lạnh lùng, đều vẻ mặt ôn hòa với hắn, ban cho lệnh bài trưởng lão. Tên này quả thực không phải là người chân nguyên trong cơ thể tuôn ra, bảo vệ thân thể không bị đá vụn bắn tung tóe nhìn đại điện trước mắt không ngừng đổ sụp, nước mắt tôn nguyên chảy xuôi. Vưu phó viện trưởng trưởng quản y sư tháp, chịu trách nhiệm tất cả công việc, trương huyền biến nơi này thành như vậy, hơn nữa còn làm được ở dưới quy tắc. Như vậy trách nhiệm, cũng chỉ có thể là lão sư hắn một người gánh chịu. Chẳng phải một gốc thập diệp hoa sao. Bây giờ được rồi, toàn bộ y sư học viện đều xong. Không nói trước những kiến trúc này, chỉ nói thanh danh, khẳng định sẽ hoàn toàn mất sạch. Một tân sinh vừa tới học viện, quét ngang toàn bộ y sư tháp, không người có thể gánh, tứ đại cửa ải vẫn lấy làm kiêu ngạo, dài nhất cũng không thể kiên trì 10 phút đồng hồ. Lại thêm học phần bị quét sạch, còn nợ người ta rất nhiều. Không cần nghĩ, học sinh khẳng định sẽ chạy hết, sang năm y sư học viện tất nhiên trở thành hạng chót trong 10 đại học viện, ngay cả Kinh Hồng viện cũng không bằng cái này con mẹ nó gọi là chuyện gì không thể nhất định phải lập tức nói cho lão sư trong lòng bi thương đột nhiên nhớ tới lão sư dường như hiện tại hắn còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc còn đắm chìm trong vui vẻ dạy dỗ một tân sinh thân thể chấn động từ trong phế tích sông ra ngoài rất nhanh liền tới tiểu viện của vưu phó viện trưởng đẩy cửa đi vào hắn nhìn đi chỉ thấy phó viện trưởng vẫn tưới hoa quản lý dược viên dường như chuyện bên ngoài một chút cũng không hay biết vì cam đoan linh khí trong dược viên tiểu viện này được bố trí trận pháp lợi hại linh khí chạy không ra được thanh âm tự nhiên cũng không vào được mặc dù bên ngoài y sư tháp sụp đổ động tĩnh lớn nhưng đối với hắn không có một chút ảnh hưởng trở về thế nào có bắt tiểu tử kia trở lại không thấy hắn tới vư hư nhẹ nhàng cười một tiếng nhàn nhạt nhìn qua khóe miệng tôn nguyên co giật không có không có chẳng lẽ hắn không đi tìm đám người triệu viện trưởng, mi viện trưởng cáo trạng, vọng nghị một vị danh sư cấp cao, cái này là tử tội. vưu hư cười lạnh, hắn không có đi tìm người cáo trạng, mà đi y sư tháp. thấy lão sư còn trầm tích trong tưởng tượng của mình, tôn nguyên nhịn không được nữa mở miệng. đi y sư tháp, hắn đến đó làm gì? vưu hư không hiểu. lão sư, người vẫn là cùng ta đi ra xem một chút đi, nhìn xem người sẽ biết biết giải thích đối phương cũng chưa chắc tin tưởng, Tôn Nguyên không thể làm gì khác hơn là nói. Nhìn cái gì? Vưu hư càng ngày càng kỳ quái, chẳng qua thấy học sinh thật tình như thế, chỉ có thể nhẹ gật đầu, theo ở phía sau đi ra ngoài. Mới vừa đi ra cửa viện, liền thấy một vùng phế tích xuất hiện ở trước mắt, y sư tháp trước kia cao mất, đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là, y sư tháp, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cường địch xâm lấn? Bờ môi vưu hư co lại, suýt chút nữa điên rồi. Đây chính là y sư tháp, kiến trúc mang tính tiêu chí của y sư học viện, thế mà sập. Đến cùng ai làm? Chẳng lẽ dị linh tộc xâm lấn? Không phải, là... Tôn Nguyên đang muốn mở miệng, một âm thanh vang dội ầm vang mà lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ y sư học viện. Ta Trương Huyền, đặc biệt hướng y sư tổng bộ xin y sư sinh tử đấu, khiêu chiến y sư học viện y sư lục tinh phó viện trưởng Vưu Hư, mong được phê chuẩn âm âm. Thanh âm kết thúc, một lệnh bài y sư bỗng nhiên bay lên không trung, ngay sau đó, một đạo quang mang phóng tới, xuất hiện hai chữ viết to lớn, đồng ý. Y sư sinh tử đấu. Con mắt của Tôn Nguyên đen lại. Y sư sinh tử đấu là giữa các y sư xuất hiện tranh chấp không thể điều hòa, tiến hành tỉ thí, tương tự danh sư khiêu chiến. Chỉ cần tổng bộ đồng ý, hai bên liền có thể tiến hành đủ loại tỉ thí, quyết định sinh tử, giải quyết triệt để ân oán. Nguyên lai hắn khảo hạch y sư lục tinh là vì tiến hành cái này. Tôn Nguyên giờ mới hiểu được đối phương một tân sinh không có học phần mà khảo hạch y sư lục tinh không có học phần vào không được y sư tháp, cho nên trước đi nghi nan bích nhận được học phần. Lúc này mới duy nhất một lần khảo hạch y sư lục tinh thành công, cấp bậc tương đồng lại xin tổng bộ sinh tử đấu cũng là danh chính ngôn thuận thuận lý thành trương. Chương 1468, Y sư sinh tử đấu 2. Nói cách khác, hắn muốn khiêu chiến y thuật của lão sư, hoàn toàn bức tử đối phương. Đây là y sư tranh đấu, đường đường chính chính, quang minh chính đại, dùng y thuật đè người. Khó trách tên này trước đó thời điểm ở biệt viện, chuyên môn hỏi lại một lần cuối cùng, hiển nhiên, cho lão sư cơ hội, đáng tiếc. Lão sư không coi ra gì, chỉ nghĩ hắn là một tân sinh bình thường, không thèm quan tâm. Bây giờ được rồi, người ta không chỉ phế bỏ y sư tháp, còn mở miệng sinh tử đấu. Nên làm cái gì đây? Sinh tử đấu, không biết trời cao đất rộng, cũng tốt, vừa vặn muốn giáo huấn một lần, bản thân đưa tới cửa, cũng đừng trách ta không khách khí. Một bên Vưu phó viện trưởng không nghĩ tới một tân sinh dám khiêu chiến y sư sinh tử đấu với hắn, vẻ mặt âm trầm, lật tay một cái, lấy ra huy chương đại biểu thân phận y sư Lục Tinh, cắn nát ngón tay, nhỏ máu tươi lên phần phật, quang mang lóe sáng, huy chương bay lên bầu trời, phát ra một thanh âm hùng vĩ. Ta vư hư, như ngươi mong muốn. Lão sư, không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm ra quyết định, tôn nguyên chấn động. Vừa rồi quá khiếp sợ, còn chưa kịp nói kỹ càng cử động nghịch thiên của trương huyền. Ai ngờ bất cẩn này, để lão sư đáp ứng giao đấu với đối phương, nên làm gì bây giờ? Y sư sinh tử đấu, giống như danh sư giao đấu, một khi đáp ứng, tin tức lập tức truyền về tổng bộ, nếu như lâm trận lùi bước, sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì hủy bỏ tư cách y sư, nặng thì trực tiếp giết chết. Đổi lại trước kia, một tân sinh khiêu chiến lão sư, hắn khẳng định cảm giác đối phương là đang tìm chết, nhưng nhớ tới sự tình mới vừa rồi nhìn thấy, trực giác nói cho hắn biết. Coi như lão sư cùng đối phương đấu trên vạn trận, cũng không thắng được một lần. Nói cách khác, tuyệt đối nghiền ép. Lão sư, người không nên đáp ứng, trương huyền này không đơn giản như vậy hắn thực sự nhịn không được vội vàng lên tiếng làm sao vậy thấy học sinh của mình giải trí khí người khác diệt huy phong nhà mình vưu hư sầm mặt hơi vùng cánh tay hừ lạnh một tiếng một tiểu gia hỏa mà thôi không tính là gì dám tranh đấu với ta ta vài phút liền giết chết hắn ngươi về tiểu viện trước hâm nóng rượu ngon chờ rượu nóng lên ta cũng nên trở về nói xong không tiếp tục để ý đối phương thân thể bay lên bay về phía huy chương của mình hắn thấy, coi như đối phương lại có thiên phú, cũng chỉ là tiểu gia hỏa 20 tuổi mà thôi, hắn cả đời đắm chìm trong chức nghiệp y sư, hạ chiến thư với hắn, không phải đang tìm cái chết sao. Hâm nóng rượu ngon, lão sư, tôn nguyên suýt chút nữa khóc, người vài phút là có thể giết chết. Chỉ có thể là ngươi, mà không phải đối phương, hâm rượu để tế bái trước mộ ngươi sao. Vội vàng hô một tiếng, kết quả lại phát hiện lão sư đã bay xa, mất đi tung tích. Không thể, phải đi khuyên can. Biết lão sư tranh đấu với đối phương, không có một chút phần thắng, hắn nhịn không được nữa, thẳng tắp đuổi theo. Trụ sở của luyện đan học viện viện trưởng, mi trưởng lão đang thăm hỏi, ôm quyền hỏi. Trung viện trưởng, bên người có tin tức của tử dương thú tiền bối không? Trung đỉnh thuần lắc đầu. Vị trung viện trưởng này là lão giả có tròm dâu đen, quần áo cực kỳ mộc mạc. Nên cha ta đều tra xét, cũng tự mình đi lôi viễn phong một chuyến, đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì. Khuôn mặt trung đỉnh thuần mang theo lo lắng nói, biết được tin tức tử dương thú bị dị linh tộc bắt đi, hắn liền truy xét, 6 7 ngày trôi qua, cái gì cũng không có tra được, xem như hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thời gian chậm trễ càng lâu, khả năng tử dương thú còn sống lại càng nhỏ. Chẳng lẽ lão viện trưởng thi cốt chưa lạnh, lưu lại thú sủng này liền chết đi sao? Ta cũng không có tin tức gì, những ngày gần đây ta để học sinh học viện dùng linh thú phi hành dò xét khắp nơi, kết quả. Một chút dấu vết cũng không có lưu lại, thật giống như tử dương thú tiền bối hư không tiêu thất. Nghi trưởng lão lắc đầu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tử dương thú tiền bối là được hắn mời, mới đi lôi viễn phong khảo hạch học viên, ai ngờ. Học viên đã thi xong, nó thì không thấy. Nếu không phải hắn, vị tiền bối này cũng sẽ không biến mất. Do đó, trong lòng hắn một mực tự trách. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chỉ có thể gửi hy vọng tử dương tiền bối cát nhân thiên tướng, không xuất hiện vấn đề quá lớn. Trung Đình Thuần lắc đầu, nhìn qua. Ta nghe nói, người rất để bụng một tân sinh tên Trương Huyền, còn muốn thu làm học viên. Đúng vậy, đáng tiếc, không có phúc phận kia. Nghi trưởng lão cười khổ nói. Không có phúc phận kia. Trung Đình Thuần tràn đầy nghi hoặc. Người này đến cùng có dạng thiên phú gì, có thể để ngươi cây khô vạn năm cũng muốn nở hoa. Chuyện của hắn, quá mức thần kỳ, người nghe ta giải thích liền biết. Nghi trưởng lão vuốt dâu, đang định nói sự tích quang vinh của trương sư cho đối phương nghe một chút, liền cảm giác mặt đất chấn động, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt. Ngay sau đó liền thấy trong y sư học viện, tòa y sư tháp cao mất ẩm vang sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Con người của Trung Đỉnh Thuần co rụt lại, vội vàng đi ra tiểu viện, còn chưa tới gần y sư tháp, liền nghe một thanh âm vang vọng bốn phương. Ta Trương Huyền, đặc biệt hướng y sư tổng bộ xin y sư sinh tử đấu, khiêu chiến y sư học viện y sư lục tinh phó viện trưởng Vưu Hư, mong được phê chuẩn. Chương 1469, tứ phương Vân động 1. Trương Huyền, y sư sinh tử đấu. Trung đỉnh thuần, Mi trưởng lão nhìn nhau, từng người mở to hai mắt. Mới nói đến đối phương, liền xuất hiện việc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Tên này không phải thuần thú sư cùng luyện khí sư rất cao minh sao? Lúc nào biến thành y sư, còn muốn khiêu chiến vưu hư? Xảy ra chuyện lớn, mau đi xem một chút. Mi trưởng lão cực kỳ lo lắng, cùng Trung Đỉnh Thuần không quản cái khác, thẳng tắp bay về phía y sư tháp. Ngươi nói cái gì, Trương Huyền, khiêu chiến y sư học viện vưu viện trưởng, y sư sinh tử đấu. Hắn không điên chứ, Long Thương Nguyệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn thuộc hạ. Tên này không phải luyện khí sư, kinh hồng sư sao? Tại sao lại biến thành y sư? Con mắt của Đồng Hân cũng trợn tròn. Khiêu chiến phó viện trưởng, cường giả thánh giả. Bờ môi của Long Thương Nguyệt run rẩy. Thương Nguyệt hội bọn họ, mặc dù ở ở trong học viện cũng rất cường đại, nhưng đều là học sinh tiểu đả tiểu nháo, tên này ngược lại tốt, trực tiếp tiến hành sinh tử đấu với một vị phó viện trưởng, đây là chán sống sao hôm qua ta còn tưởng rằng chân dương hội huyên náo động tĩnh đủ lớn không nghĩ tới tên này ác hơn nhanh qua nhìn một chút đồng hân gật đầu mặt mũi cười khổ hôm qua chân dương hội mời ba gia hỏa mười mấy tuổi giảng bài liền đủ để cho người ta nổi điên tên này ác hơn vừa ra tay trực tiếp đối kháng một vị phó viện trưởng đây là muốn nghịch thiên a ân long thương nguyệt không dám do dự hai người vội vã chạy ra phía ngoài Lão sư, khiêu chiến vưu hư, xảy ra chuyện gì? Khu tinh anh, lạc thất thất đang lo lắng lão sư đi vân vũ lính có nguy hiểm hay không, liền nghe hồ yêu yêu truyền đến tin tức, thân thể mềm mại run lên. Thật đúng là vô pháp vô thiên tới cực điểm. Đây chính là phó viện trưởng, hơn nữa còn là y sư lục tinh đỉnh phong. Khiêu chiến hắn, còn sinh tử đấu. Đây là muốn làm gì? Không thể, nhất định phải khuyên can. Lạc thất thất không nhịn được nữa, trực tiếp nhảy lên, thẳng tắp bay vút về phía y sư học viện. Danh sư học viện, một tiểu viện yên tĩnh rộng rãi, vòng hoa như gấm, tản mát ra mùi thơm lạnh nhạt. Một thân ảnh xinh đẹp đứng ở trong bụi hoa, hai tay chắp sau lưng, yên tĩnh như vẽ. Mái tóc đen nhánh rơi vào trên quần áo trắng như tuyết, như là màu mực, cùng chung quanh muôn hồng nghìn tía kêu gọi kết nối với nhau, cho người ta một loại mỹ cảm không nói thành lời. Khiêu chiến y sư lục tinh đỉnh phong vưu hư thân ảnh xoay đầu lại, lộ ra dung nhan xinh đẹp không gì sánh được. Chính là vị mỹ nữ lão sư để Trương Huyền động tâm kia. Lạc nhược hy. Sau khi biết Trương Huyền không có việc gì, nàng liền trở lại chỗ ở của mình, một mực không liên hệ, không nghĩ tới lần nữa nghe được tin tức là tên này quyết đấu với một vị phó viện trưởng. Lá gan thật lớn. Lạc nhược hy nhẹ nhàng cười một tiếng, môi son khẽ nhếch. Mặc dù cùng Trương Huyền tiếp xúc không lâu, nhưng tên này Tính cách cả gan làm loạn là tận mắt chứng kiến qua. Tu vi hóa phàm tứ trọng, liền dám từ trong tay rất nhiều linh thú hợp linh cảnh cứu bản thân ra, chỉ bằng vào điểm ấy, liền để vô số người phát điên. Có thể để cho hắn nổi giận như thế, không tiếc tiến hành sinh tử đấu, vưu hư này khẳng định làm ra sự tình để hắn khó chịu được. Biết tính tình tên này, sẽ không dễ dàng nổi giận, có thể ép sử dụng đòn sát thủ, thật không biết vưu hư này đã làm cái gì. Đi nhìn xem nàng cười nhạt một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thời gian nháy mắt đã biến mất ở trong tiểu viện. Tổng bộ chân dương hội, trước bàn ăn phong phú, đám người trịnh dương, vương dĩnh đang hưởng thụ đãi ngộ đẳng cấp cao nhất. Cường thúc, lão sư cùng người giao đấu. Vương dĩnh nhìn sơn chân hải vị đầy bàn, lo lắng có chút ăn không vô. Giao đấu mà thôi, không có việc gì, thực lực của thiếu gia, các người còn chưa tin. Khẳng định là phó viện trưởng gì kia muốn chết, yên tâm đi nhét một miếng thịt linh thú lớn vào miệng, Tôn Cường vừa ở một cái vừa nói. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, ăn cơm trước, ăn xong thiếu gia đoán chừng liền giết chết người kia rồi. Tôn Cường khoát tay áo, lại nói, loại sự tình này, các người qua cũng vô dụng, y thuật. Các ngươi lại không biết, cái này, vẻ mặt đám người trịnh dương như mướp đắng. Sự tình của lão sư bọn họ không có cách nào nhúng tay, hơn nữa cũng sẽ không để bọn họ chạm phải được rồi đừng xoắn suýt ăn cơm ăn cơm yên tâm đi vớ va vớ vẩn mà thôi thiếu gia không ra tay thì thôi một khi ra tay khẳng định sẽ bị đánh nằm xuống ăn trước đi ăn xong chúng ta lại qua tôn cường cũng không ngẩng đầu lên nói đùa gì đó nếu như thiếu gia cũng giải quyết không được bọn họ qua chỉ có thể thêm phiền lại nói trên thế giới này còn có sự tình thiếu gia cùng lão gia giải quyết không được được rồi thấy tôn cường chắc chắn như thế, nghĩ tới đủ loại thần kỳ của lão sư, đám người trịnh dương yên lòng. Ha ha, cái này là chính hắn muốn chết, y thuật của vưu phó viện trưởng, gần như chỉ dưới trung đỉnh thuần viện trưởng, là nhân vật đỉnh phong của toàn bộ hồng viễn đế quốc cũng phải kể đến, sinh tử đấu với hắn. Đây không phải muốn chết sao? chương 1470, Tứ Phương Vân Động 2 Không sai, có trò hay để nhìn. Một tân sinh bị người vây đỡ, cũng có chút lâng lâng, ngay cả phó viện trưởng cũng dám khiêu chiến, đây là muốn chết. Thanh âm của Trương Huyền tán giật ra, toàn bộ danh sư học viện cũng sắp nổ tung. Có khiếp sợ, có kích động, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn xem chuyện cười. Đối kháng rất nhiều học hội, thành lập huyền huyền hội, làm luyện khí sư học viện gà bay chó chạy, để ba vị viện trưởng lau mắt mà nhìn. Trương huyền này vừa đến liền làm ra động tính lớn như vậy, có người bội phục, tự nhiên cũng có người bất mãn không ít lão sinh đã sớm muốn nhìn hắn thất bại. Giờ phút này, nghe nói khiêu chiến y sư học viện phó viện trưởng, tất cả đều tới tấp chạy đến, muốn xem hắn thua trận như thế nào. Trên một đài cao cách phế tích y sư tháp không xa, Trương Huyền ngạo nghễ đứng thẳng, ánh mắt lạnh lẽo. Tôn Cường nói không sai, mục đích của hắn rất đơn giản, giết gà dọa khỉ. Nếu không người nào cũng tìm phiền toái, sẽ không có nhiều thời gian ứng phó như vậy. Mỗi chức nghiệp đều có phương thức quyết đấu, Y sư sinh tử đấu chính là biện pháp khi y sư xuất hiện mâu thuẫn không thể điều hòa mới dùng. Vưu Hư này không bán thập diệp hoa ngược lại cũng thôi, nhưng lại cố ý hại chết Ngụy Trường Phong, quyết không thể tha thứ. Nhưng lấy thân phận của hắn lúc trước, coi như khiêu chiến, y sư công hội cũng sẽ không thụ lý, cho nên đành phải trước khảo hạch y sư Lục Tinh. Còn đi sông nghi nan bích, cái này giống như tôn nguyên nghĩ tới, là vì kiếm học phần. Hắn đến bây giờ một điểm học phần cũng không có coi như muốn khảo hạch cũng không vào y sư tháp được. Trương sư, sao ngươi lại cùng vư viện trưởng tiến hành quyết đấu? Đang an ổn đứng thẳng, một bóng người bắn nhanh đến, chính là luyện khí học viện Triệu Bính Tuất viện trưởng. Hắn nghe được tin tức chạy tới, so với mi trưởng lão còn sớm hơn một chút. Đã xảy ra chuyện gì, có muốn ta từ đó điều tiết một chút hay không? Vư viện trưởng y thuật kinh người, lần trước nếu không phải bởi vì tuổi tác quá lớn, Thập đại trưởng lão chưa hẳn có thể rơi vào trên đầu trung đỉnh thuần. Không đợi Trương Huyền trả lời, Triệu Bính Tuất viện trưởng liền vội vàng truyền âm. Hắn đối với Trương Huyền là thật tâm tán thưởng, sợ xảy ra chuyện. Y sư sinh tử đấu không phải nói giỡn, hơi không cẩn thận sẽ chết người a. À. Đa tạ hảo ý của Triệu viện trưởng, chuyện này vẫn là để ta tự mình tới xử lý. Biết đối phương là vì tốt cho hắn, Trương Huyền khoát tay áo, phó viện trưởng thì sao? Y sư lại như thế nào? Xem ta giết ngươi như thế nào? Được rồi, ngươi phải cẩn thận, lúc trước vư phó viện trưởng từng cùng lão viện trưởng đi di tích cổ, sau khi lão viện trưởng mất tích cực kỳ tự trách, một năm qua tính cách trở nên cổ quái, ta sợ sẽ hạ sát thủ với ngươi. Một khi xuất hiện nguy hiểm, tốt nhất trực tiếp nhận thua, đến lúc đó, ta cùng mi trúc ra mặt hòa giải là được. Triệu bính tuất lần nữa truyền âm tới. Lúc trước lão viện trưởng phát hiện một di tích cổ, mang không ít người qua dò xét, nhưng mà phần lớn người đều mất tích, vị Vưu Hư này là một trong số những người còn sống sót. Từ sau lần kia, tính cách liền thay đổi, cả ngày ở trong sân, cùng ai cũng không liên hệ, coi như hắn là luyện khí sư học viện viện trưởng, lời nói ở trước mặt đối phương có tác dụng hay không, cũng còn khó nói. Ân. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Lời nên nói đã nói xong, Triệu Bính tuất thở phào nhẹ nhóm rơi vào dưới đài cao y sư công hội đồng ý giao đấu, xem như hắn là danh sư lục tinh đỉnh phong, cũng không có cách nào sửa đổi. Hô hô hô! Rất nhanh, bọn người mi viện trưởng cũng tới gần. Chuyện gì xảy ra, để trương sư tức giận như thế, không tiếc cùng vưu hư tiến hành y sư sinh tử đấu. Vệ nhiễm tuyết hỏi. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, chẳng qua đã phái người hỏi thăm. Triệu Bính Tuất nói. Hỏi thăm ai? Một học sinh của ta, Cùng Tôn Nguyên là hảo hữu trí giao, không có gì bất ngờ xảy ra, một hồi liền có tin tức. Triệu Bính Tuất gật đầu. Danh sư học viện lớn như vậy, chỉ cần nghe ngóng vẫn rất dễ dàng biết được. "Lão sư." Vừa dứt lời, một trung niên đi tới. "Ân, chuyện gì xảy ra?" Triệu Bính Tuất nhìn qua. "Ta mới vừa hỏi thăm, là như vậy, Trương sư muốn cứu người, cùng linh tài các ngụy trường phong các chủ tìm Vưu Hư phó viện trưởng mua sắm một gốc thập diệp hoa." vưu hư phó viện trưởng nói muốn một gốc vân vụ hoa hối đoái. Trung niên nhân nói, vân vụ hoa, đây là để bọn hắn đi vân vụ lính. Mi trưởng lão nhíu mày, sắc mặt tái xanh. Ân, buổi sáng hôm nay trương sư mang vân vụ hoa đến, kết quả vưu hư phó viện trưởng vẫn không đổi. Lúc này mới chọc giận trương sư, khảo hạch y sư lục tinh, cùng đối phương tiến hành sinh tử đấu. Trung niên nhân giải thích một lần. Chuyện này huyên náo lớn như thế, khẳng định không che giấu những người khác được, Tôn Nguyên cũng không có gì có thể che giấu, liền nói tất cả sự tình xảy ra. Lấy được phân vụ hoa, còn không đồng ý hối đoái, đây chính là cố ý. Triệu Bính Tuất nhíu mày. Đúng vậy, phân vụ lính, thánh giả linh thú rất nhiều, ta cũng không dám đi sâu, hái được bụi dược liệu kia, khẳng định bỏ ra đánh đổi cực lớn, thế mà còn bị cự tuyệt, khó trách trương sư nổi giận, xem như ta, chỉ sợ cũng kìm nén không được. Sắc mặt của Mi trưởng lão cũng khó coi. Danh sư phải nói lời giữ lời, đã đáp ứng liền phải tuân thủ, nếu không, làm sao giáo hóa chúng sinh, truyền thụ thiên hạ. Lật lọng, bản thân là tối kỵ của Danh sư. Bất kể có cố ý hay không, Trương sư tiến hành sinh tử đấu, có thể quá kích động hay không? Hắn có thể thắng được Qua Vưu hư phó viện trưởng sao? Vệ Nhiễm Tuyết nhíu mày, tràn đầy lo lắng. Chương 1471 vưu hư vành mắt đỏ lên một. Cái này, nghi trưởng lão, triệu bính tuất đều trầm lặng. Hai người gặp qua thiên phú của thanh niên này ở thuần thú, luyện khí, nhưng y sư. Thể chất mỗi người khác biệt, tu luyện công pháp khác biệt, coi như chứng bệnh tương đồng, cũng có phương pháp trị liệu khác biệt. Những cái này không phải đọc sách liền có thể làm được, còn cần thực tiễn và tự mình kinh nghiệm. Không ít y sư lợi hại, đều sẽ tham viếng khắp nơi, thậm chí bản thân kinh nghiệm chiến trường, chỉ có không ngừng cứu người, mới có thể để y thuật tiến nhanh. Nguyên nhân chính là như thế, y sư càng già, càng để cho người ta tin tưởng, càng để cho người ta bội phục. Trương sư, coi như thiên phú cao tuyệt, chẳng qua chừng 20 tuổi, thật có thể chiến thắng vưu hư phó viện trưởng tiếp cận 1.000 tuổi, kinh nghiệm đầy người kia sao? Hẳn là có thể, vừa rồi ta hỏi, hắn rất tự tin. Triệu Bính Tuất nói, mặc dù nói có thể, nhưng trong lời nói vẫn còn có chút trần chờ hắn gặp qua thiên phú và năng lực của đối phương ở luyện khí, về phần trị bệnh. Chưa bao giờ thấy qua, quả thực không dễ phỏng đoán. Chư vị viện trưởng yên tâm, trương sư khẳng định có thể chiến thắng. Thấy ba người tràn đầy xoắn suýt, trung niên ở một bên lắc đầu. Khẳng định, mấy người nhìn qua, bọn họ đều không có nắm chắc, vì sao kẻ này tự tin như vậy. Xem ra các người còn không biết. Trung niên nhân nói, bốn cửa ải lớn của y sư học viện, mấy vị viện trưởng đều nghe nói qua chứ. Chứng bệnh đài, nghi nan bích, tiền bối lâm cùng y sư tháp. Mọi người gật đầu. Mỗi học viện đều có cửa ải khảo hạch năng lực học sinh, coi như bọn họ là viện trưởng của học viện khác, cũng đều rõ ràng. Trương sư, 5 phút đồng hồ phá chứng bệnh đài, 10 phút đồng hồ phá nghi nan bích, một đường trải qua, tiền bối lâm sụp đổ. Không đến 10 phút đồng hồ từ y sư tứ tinh xung kích y sư lục tinh thành công, để ý niệm tiền bối lưu giữ trong y sư tháp ảm đạm nhận thua, dẫn đến y sư tháp biến thành như vậy. Người trung niên cười khổ. Hiện tại y sư học viện trật vật như vậy, đều là một mình hắn làm. Y thuật như thế, làm sao sẽ thua? Cái này, cái này. Đám người mi viện trưởng, triệu bính tuất trừng to mắt. Bọn họ chạy tới cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao y sư tháp lại sập, vì sao các y sư trật vật như vậy, không nghĩ tới. Tất cả đều là tên này làm phá chứng bệnh đài, phá nghi nan bích, làm sập tiền bối lâm, vượt quan y sư tháp. Đây là y thuật lợi hại bao nhiêu mới có thể làm được. Một đường nghiền ép, tất cả những thứ này đều bởi vì vưu hư, không bán dược liệu cho trương sư. Y sư học viện trung đỉnh thuần viện trưởng, thân thể nhoáng một cái. Từ tin tức hiện nay lấy được, có lẽ là vậy. Trung niên gật đầu, vưu hư, ta sao 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 bà ngoại ngươi. Trung đỉnh thuần rít lên một tiếng, suýt chút nữa phun ra một ngụm lão huyết con mẹ nó y sư học viện lăn lộn tới hôm nay dễ dàng sao kết quả ngươi đắc tội người biến thành cái bộ dáng này để cho ta về sau làm sao bàn giao với liệt tổ liệt tông coi như về được qua sử gia ghi chép ta cũng chính là viện trưởng mất mặt xấu hổ nhất trong lúc tại vị bị một học sinh quét ngang hơn nữa triệt để như vậy ngay cả hàng ổ cũng bị bứng con em ngươi con mẹ nó ta trêu ai ghẹo ai a à ở trong tiểu viện cái gì cũng không làm vô duyên vô cớ kéo thù hận vưu hư người không phải phó viện trưởng mà là chuyên môn qua hại ta a à. quay lại ta liền hủy vị trí phó viện trưởng của hắn muốn hắn làm công cho học viện trùng tu y sư tháp không thể để hắn đi rửa nhà vệ sinh trung đỉnh thuần nghiến răng nghiến lợi phó viện trưởng học viện khác đều là hỗ trợ chiêu sinh lôi kéo nhân tài đủ loại năng lượng tên này ngược lại tốt lật lọng nói không giữ lời không nói còn đắc tội thiên tài như thế đến chết. Truyền đi, còn có mặt gặp người sao? Danh sư, con em người danh sư A Hát. Lúc đầu sao ta lại tìm rác rưởi như thế làm phó viện trưởng? Bớt đau buồn đi. Thấy trung viện trưởng vò đầu bứt tai, sắp điên mất, đám người mi viện trưởng đều lắc đầu. Đắc tội ai không tốt? Lại đi đắc tội quái thai mạnh nhất danh sư học viện từ trước đến nay, trách được ai? May mắn đối phương chỉ phá hủy y sư tháp, liền chạy tới tiến hành y sư sinh tử đấu, nếu như lại chạy đến địa phương khác của y sư học viện quá quan, chỉ sợ toàn bộ học viện của ngươi sẽ xong đời. May mắn kinh hồng sư chúng ta khảo hạch tương đối đơn giản, nếu không, ta sợ kinh hồng viện cũng xong rồi. Ý thức được điểm ấy, vệ nhiễm tuyết thở dài một hơi. Tên này tới học viện chẳng qua 6 7 ngày mà thôi, nghiên cứu luyện khí sư, làm nửa bên công hội sụp đổ, thông đạo ghi chép hoàn toàn phế bỏ, nghiên cứu y sư càng thêm quá mức toàn bộ y sư tháp hủy diệt, còn tiện thể muốn xử lý một vị phó viện trưởng của người ta. May mắn nàng thông minh, trực tiếp xin kinh hồng sư lục tinh, không cần khảo hạch, nếu không, kinh hồng viện các nàng đoán chừng cũng bị phá không sai biệt lắm. Nghi viện trưởng nhíu mày, mặt như mướp đắng. Cái kia, ta có nên giúp hắn xin huy chương thuần thú sư lục tinh hay không? Ta sợ qua mấy ngày nữa hắn muốn qua thử một chút. Người trung niên. Triệu viện trưởng dưới đài lo lắng, xem náo nhiệt, trên đài tiếng gió rít gào, vưu hư phó viện trưởng bay đến gần, rơi vào đài cao. Lạnh lùng nhìn về phía trương huyền cách đó không xa, hít mắt lại, chắp hai tay sau lưng, mang theo khí thế chúa tể thiên hạ, khống chế hết thảy. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn khiêu chiến ta, không khi dễ ngươi, tỉ thí như thế nào, ngươi đến định đi. Y sư khiêu chiến, đơn giản có hai loại, số lượng cùng chất lượng số lượng bình thường là chỉ trong vòng một canh giờ, giải quyết nhân số bệnh nhân, còn chất lượng là bệnh nhân đồng giảng, đơn thuốc đồng giảng, ai càng dễ luyện chế, giá càng rẻ, hiệu quả tốt nhất, người đó liền chiến thắng. Không hổ là phó viện trưởng, khí thế rất mạnh. Làm y sư lục tinh đỉnh phong, đối phó một vãn bối, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Phó viện trưởng Huy vũ, chương 1472, vưu hư vành mắt đỏ lên khai. Tình huống bình thường, y sư sinh tử đấu, người bị khiêu chiến có quyền lợi lựa chọn nội dung khiêu chiến, hắn vừa đến liền mở miệng cho đối phương lựa chọn, lập tức dẫn đến vô số người khen ngợi. Thấy được không? Đây mới là khí độ của danh sư nên có. Một tân sinh không biết từ nơi nào học chút y thuật, liền dám phách lối, cho dù cho người tuyển trước, người có thể thắng sao. Tên này khẳng định thất bại, một tân sinh có chút thành tựu, liền đắc ý quên hình, hôm nay vưu phó viện trưởng khẳng định sẽ để cho hắn lộ ra nguyên hình. Đúng vậy, ta nghe nói còn gây dựng cái gì huyền huyền hội, Tân Sinh đi tới học viện không thành thành thật thật, khẳng định phải xui xẻo. Không ít lão sinh vừa tới, nghe được Trương Huyền lại dám khiêu chiến phó viện trưởng, tất cả đều cười lạnh. Đây là danh sư học viện, không phải là nông thôn nhà các ngươi, đi tới nơi này không ngoan ngoãn cuộn lại, tìm phiền phức khắp nơi, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Thế nào, dám khiêu chiến ta, lại không dám nói nội dung. Nghe được dưới đài thảo luận khí thế của vưu hư lại thịnh, cười lạnh. Thấy bộ dáng của hắn như thế, dưới đài xôn xao, lại có vô số người sùng bái. Không giống mọi người kích động, Tôn Nguyên chạy tới suýt chút nữa sợ quá mà khóc. Hiện tại lão sư tràn đầy tự tin, nếu biết vừa rồi mình nhìn thấy hết thảy, đoán chừng liền không nghĩ như vậy. Không dám trần chờ, vội vàng truyền âm. Lão sư, ta có chút chuyện, nhất định phải nói với ngươi một chút. Nghĩ đến đây, hắn không dám do dự, vội vàng truyền âm phải nói không thấy ta đang bận sao vưu hư nhíu mày sầm mặt lại học sinh này của mình cái gì cũng tốt chính là không có ánh mắt không thấy ta đang bận sao chuyện này bất kể như thế nào cũng phải nói nếu không ta sợ lão sư không biết thực lực của đối phương sẽ bị thiệt lớn tôn nguyên không quản vẻ mặt của lão sư tiếp tục nói ăn thiệt thòi vưu hư cau mày vâng vị trương sư này ngay ở vừa rồi, đã thành công khảo hạch y sư lục tinh. Sợ đối phương mất đi kiên nhẫn, Tôn Nguyên vội nói: "Khảo hạch thành công, một tân sinh tu vi không đủ cũng có thể thành công. Xem ra còn có chút bản lĩnh." Vưu Hư sướng sờ, lập tức nhẹ gật đầu. Khó trách có thể để cho đám người Mi viện trưởng, Triệu viện trưởng coi trọng như vậy, vẫn còn có chút thủ đoạn. Nhưng vậy thì sao? Một y sư mới thông qua khảo hạch mà thôi hắn là đắm chìm trong y đạo gần ngàn năm sẽ sợ một tên mao đầu tiểu tử không chỉ như thế hắn còn đi nghi nan bích một người giải quyết toàn bộ tạp chứng phía trên tôn nguyên nói nghi nan bích một y sư lục tinh mới thi đậu cũng có thể giải quyết có phải một đạo đề cũng không hoàn thành liền trở về hay không vưu hư hừ một tiếng đột nhiên kịp phản ứng xứng sở tại nguyên chỗ ngươi nói cái gì hắn hắn giải quyết toàn bộ vâng không chỉ như thế. Tôn Nguyên nhanh chóng nói sự tình một lần. Chứng bệnh đài sụp đổ. Nói tiền bối lâm, xấu hổ nổ tung. Khảo hạch y sư lục tinh thành công, để y sư tháp sụp đổ, biến thành phế tích. Trước mắt tất cả những thứ này, đều là hắn làm. Mỗi nghe đối phương nói một chuyện, vư hư cảm thấy như xét đánh một lần, thân thể của mình, tựa như trong nháy mắt đã trải qua xuân hạ thu đông, giống như từ trên cao vạn trượng bị người ném xuống bất cứ lúc nào cũng sẽ hù chết tại chỗ. Không nói sự tình khác, chỉ nói vấn đề ở nghi nan bích, hắn một đạo cũng giải quyết không ra, tên này một hơi giải quyết hơn 500 đạo. Còn là người sao? Thật hay giả? Cùng loại người này tiến hành y sư sinh tử đấu. Nói đùa ta sao? Còn tưởng rằng đối phương là gà, tiện tay liền có thể bóp chết, nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là cự long bay lượn cửu thiên, tùy thời có thể miểu sát hết thảy. Đúng vậy, ta sợ tỷ lệ chiến thắng của lão sư không lớn. Vẻ mặt tôn nguyên đỏ lên, nói ra bản thân lo lắng. Thân thể vưu hư nhoáng một cái. Mẹ nó, thế này sao lại là tỷ lệ chiến thắng không lớn, quả thực chính là một chút cũng không có. Nói cách khác, thật muốn cùng đối phương tỉ thí, tuyệt đối là tặng đầu người. Sớm biết tình huống này, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Sao không nói sớm? Vưu hư sắp tức điên, nhịn không được gầm thét sớm một chút nói cũng tốt a à hát hiện tại đã đáp ứng nói có tác dụng gì tin tức truyền đến tổng bộ coi như muốn cự tuyệt cũng đã chậm vừa rồi lão sư không cho ta nói còn để ta hâm rượu chuẩn bị vẻ mặt tôn nguyên oan ức không phải ta không muốn nói mà là ngươi không cho a à hát hâm rượu khóe miệng vưu hư co giật nhớ tới chuyện vừa rồi thân thể kìm lòng không được lung lay một chút chẳng phải không bán cho ngươi thập diệp hoa sao cần biến cả y sư học viện thành như vậy sao? Còn y sư sinh tử đấu, coi như hôm nay thắng, làm thành cục diện như vậy, sợ rằng cũng sẽ bị viện trưởng đánh chết tươi. Cái này con mẹ nó là chuyện gì? Bản thân chồng quả đắng, dù thế nào cũng phải ngậm lấy nước mắt ăn đi. Trong nháy mắt, vành mắt phu hư đỏ lên. Chương 1473, tỉ thí nội dung 1. Mặc dù buồn bực, nhưng dù sao cũng là lão quái vật sống gần ngàn năm. Buồn bực qua đi liền bắt đầu suy tư đối sách có thể thông qua nghi nan bích nói rõ tạp chứng khó không được hắn vượt quan chứng bệnh đài nói rõ đối với chứng bệnh lý giải cực sâu nói đến ý niệm tiền bối xấu hổ cam nguyện hủy diệt bi văn nói rõ lĩnh ngộ đối với y đạo đạt đến cảnh giới cao thâm khó lường ý niệm loạn chuyển khuôn mặt vưu hư càng ngày càng khó coi so với đối phương như thế nào cũng không có phần thắng trừ khi đột nhiên, trong lòng hơi động, không biết nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, siết chặt nắm đấm. Tốt, quyết định như vậy đi. Mới vừa làm ra quyết định kỹ càng, chỉ thấy Trương Huyền ở đối diện nhìn lại. Vưu phó viện trưởng đã hào phóng như thế, vậy ta liền quyết định tỉ thí như thế nào, ý của ta là. Chậm đã, lời còn chưa dứt. Vưu hư không để ý tới khí thế vừa rồi, một tay giơ lên. Người đã khiêu chiến ta, Giao đấu như thế nào tự nhiên do ta quyết định. Nói đùa, thật muốn để đối phương nói, tất nhiên chết chắc. Đây chính là phong độ các ngươi nói. Mới vừa rồi các lão sinh còn tràn đầy ủng hộ, nghe nói như thế, toàn bộ đều ngẩn ngơ, trên mặt nóng bỏng, giống như bị quất một tát tai. Vừa nói có phong độ, lập tức đổi giọng, đường đường danh sư Lục Tinh, có thể giữ chút mặt mũi hay không? Tốt, ngươi nói. Trương Huyền không nghĩ tới hắn sẽ đổi ý nhíu mày nói. Đối phương quyết định như thế nào, hắn đều không để ý, mục đích hôm nay chỉ có một, vì Ngụy Trường Phong báo thù. Vậy thì tốt, chúng ta là y sư, y sư không chỉ chữa bệnh cứu người, còn phải gánh vác trách nhiệm xã hội. Vưu phó viện trưởng nhìn qua. Trong đó, giải độc cũng là y sư chúng ta nhất định phải học được cùng giải quyết. Yêu cầu của ta rất đơn giản, cùng ngươi tỉ thí giải độc. Giải độc? Trương Huyền nhíu mày, Y sư tỉ thí, mặc dù không thể như danh sư, chia làm không biết bao nhiêu chủng loại, nhưng cũng có thể tùy tiện nói ra mấy trăm loại mà giải độc nằm ở trong đó. Hai chức nghiệp độc sư cùng y sư, tương hỗ là thiên địch, muốn đạt tới cấp bậc cao hơn, thu hoạch được người khác công nhận, nhất định phải biết giải độc, nếu không, đừng nói không cách nào đối kháng độc sư, bị người hạ thủ cũng không biết. Từ trước tới nay, y sư bị độc chết chỗ nào cũng có, nhiều vô số kể. Không sai y sư không chỉ trị bệnh, còn phải biết giải độc, nếu không, lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thùng rỗng. Vưu hư nhìn qua, cho nên, đây cũng là một loại y thuật, hoàn toàn có thể lấy ra tỉ thí. Tự tìm cái chết, tên này thật đáng giận. Nghe được vưu hư đột nhiên lật lọng, nói tỉ thí giải độc, trung đỉnh thuần ở dưới đài vốn tức sắp nổ tung, hận không thể đi lên cuồng đánh tên này một trận, nhịn không được nổi giận. Làm sao vậy? Mi trưởng lão nhìn qua tỷ thí giải độc nguy cơ trùng trùng sinh tử khó liệu trung đình thuần giải thích sinh tử khó liệu có ý tứ gì đám người triệu viện trưởng tràn đầy nghi hoặc bọn họ nghe qua tỷ thí giải độc nhưng quy tắc cụ thể lại không rõ ràng muốn giải độc đầu tiên phải có thuốc độc tiếp theo còn phải có độc thể nói cách khác trước phải có người trúng độc mới có thể giải trung đình thuần nói có người trúng độc nếu là tỷ thí Khẳng định dùng là độc dược lợi hại nhất, có thể giải quyết còn tốt, không giải quyết được thì sao? Há không phải tại chỗ liền sẽ có người bị độc chết. Đúng vậy, loại tỉ thí này quá nguy hiểm, y sư rất ít làm, tên này quả thực làm trái chuẩn tắc. Trung bình thuần cắn răng. Độc, có thể giải loạn sao? Hơi không cẩn thận là sẽ chết người. Trước đừng có gấp, coi như chúng độc cũng chưa hẳn là nhân loại, cũng có khả năng dùng thử đan thú làm thí nghiệm y sư chăm sóc người bị thương sao có thể cầm nhân mạng nói đùa nghi trưởng lão nói coi như thử độc cũng chưa chắc cần nhân loại linh thú cũng có hiệu quả tương đồng không phải chuyện này trung đỉnh thuần đang muốn giải thích liền nghe trương huyền ở trên đài thanh âm nhàn nhạt vang lên tốt giải độc liền giải độc nói quy tắc đi rất đơn giản thấy hắn đồng ý vư hư thở dài một hơi nhẹ nhàng cười một tiếng người ta đều ra một phần độc dược lẫn nhau dùng ai có thể ở trong thời gian quy định giải độc người đó liền thắng lấy thân nghiệm độc trương huyền cau mày không sai quy tắc ta ra dám hay không dám không dám mà nói hôm nay giao đấu coi như người thua Vư Hư hư hừ lạnh lẫn nhau phục dùng độc dược nếu như giải không được chẳng phải sẽ làm trận độc chết đúng vậy cái quy tắc này thật là đáng sợ chương 1474, tỉ thí nội dung 2. Đây cũng không phải y sư sinh tử đấu, mà là lấy mệnh tương bác. Nghe được quy tắc, tất cả mọi người xôn xao. Ngay cả mấy người vệ nhiễm tuyết, triệu viện trưởng cũng xứng sờ. Khó trách Trung bình Thuần nghe được cuộc thi đấu này, liền vội vã như thế, không nghĩ tới quy tắc ác như vậy. Có thể giải quyết tốt nhất, không giải quyết được thì sao? Phải biết không ít độc dược, đều là vào máu liền chết, hơi dính lên liền chết muốn giải quyết nào có dễ dàng như vậy đang khiếp sợ cảm thấy trương huyền khẳng định sẽ không đồng ý liền nghe thanh âm của hắn vang lên tốt ta đáp ứng không thể đáp ứng quá nguy hiểm sắc mặt mi trưởng lão trắng nhợt nhịn không được hô lên hắn là nghe mà cao viễn nói qua sự tích của dương sư vạn nhất trương sư bị độc chết chỉ sợ toàn bộ danh sư học viện đều khó có thể chịu đựng lửa giận của đối phương đáng giận khinh người quá đáng. Hắn là cường giả thánh cảnh, cùng trương sư căn bản là hai loại cấp độ sinh mệnh, trao đổi độc dược. Coi như trương sư muốn hạ độc, cũng rất khó có tác dụng gì đi. Vệ nhiễm tuyết cũng tức đến sắc mặt đỏ lên. Uy lực của độc dược, cùng cấp bậc và thực lực của tu luyện giả có quan hệ rất lớn, thật giống như một giọt nước có thể chết đuối con kiến, nhưng dùng tới đối phó voi là không có chút tác dụng. Cường giả thánh cảnh, cấp độ sinh mệnh phát sinh biến hóa, dược vật tùy tiện hạ độc chết tầm phong cảnh, coi như ăn, cũng có thể không có chuyện gì. Mà đưa cho kiều thiên cảnh ăn, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cấp độ khác biệt, thực lực chênh lệch, sức chống cự cũng sẽ khác biệt, làm sao công bằng. Trung đỉnh thuần, đây chính là y sư học viện phó viện trưởng của các ngươi. Danh sư lục tinh đỉnh phong. Vẻ mặt của triệu bính tuất cũng biến thành xanh xám, quay đầu tới. Trước đó nghe được đối phương lật lọng, đã cảm thấy có sai lầm thân phận danh sư, có điều dược liệu là của hắn, thực sự không muốn bán, ai cũng nói không được cái gì. Nhưng bây giờ, mới mở miệng ỉ vào thân phận cường giả thánh cảnh, cùng người ta giao đấu độc dược, muốn đưa người vào chỗ chết, đã không phải sự tình bán hay không, mà là nhân phẩm. Bởi vì thuộc về hai học viện, bình thường cùng vưu hư tiếp xúc thời gian không nhiều, không biết làm người như thế nào, nhưng giờ phút này nghe được, tên này mở miệng muốn giết chết một học sinh, thật sự là danh sư, danh sư, cho dù có vài người nhân phẩm xác thực không ra sao, nhưng cũng sẽ không làm sự tình sai lầm uy nghiêm như thế. Ta, trung đỉnh thuần đỏ mặt, đối phương làm như vậy, mặc dù dựa theo quy tắc, không tính trái lệ, nhưng tương đương đánh mất phong độ mà danh sư nên có, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, người cũng không cần trách trung viện trưởng, vưu hư này, ta trước kia tiếp xúc qua cũng không phải như thế, nhưng mà hiện tại lớn tuổi đối với tử vong càng ngày càng e ngại, chỉ cần có thể sống sót, cái gì tôn nghiêm, phong độ, đều không tính là gì. Nghi trưởng lão chen vào nói, vưu hư này, tuổi tác đã đến cuối cùng của thánh giả, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, chỉ cần có thể sống sót, làm sao có thể cùng ngươi giảng đạo lý. Còn sống mới là lớn nhất, có ít người, đối mặt tử vong, tình nguyện lựa chọn thanh danh, duy trì hình ảnh cả đời, cũng có chút người, sống nhiều một ngày là một ngày, danh khí là sự tình sau lưng, chết liền cái gì cũng không biết. Nguy trưởng lão hừ một tiếng. Tên này vì kéo dài tuổi thọ, săn giết linh thú khắp nơi, lấy máu tươi của bọn nó, nể tình đồng nghiệp, lại bởi vì sự tình lão viện trưởng quá mức bi thương, liền không đi tìm phiền phái, không nghĩ tới đến bây giờ cũng không biết hối cải. Săn giết linh thú. Trung đỉnh thuần lần đầu tiên nghe nói, nhịn không được nhìn lại. Thầy thuốc như tấm lòng cha mẹ. Học y không chỉ chăm sóc người bị thương, cứu tính mạng người, ngay cả gặp gỡ linh thú bị thương, có thể cứu cũng sẽ ra tay. Săn giết linh thú khắp nơi, chỉ vì mình sống sót. Đây thật là y sư sao? Không sai, ta cũng là mấy ngày nay dò xét tin tức của tử dương thú tiền bối, trong lúc vô tình biết được. Nghe nói trong một năm gần đây, vị vưu hư phó viện trưởng này của các ngươi, thánh thú cấp bán thánh, liền săn giết hơn 20 con. Nghi trưởng lão nói hơn hai mươi con giết nhiều bán thánh như vậy làm gì trung đỉnh thuần giật nảy mình chuyện này coi như hắn là y sư học viện viện trưởng cũng không biết ta cũng không biết mi trưởng lão lắc đầu nói thật thời điểm mới vừa biết tin tức này cũng rất kỳ quái chỉ là giữa đồng nghiệp chỉ cần không tạo thành tổn thương lớn không tiện xem kỹ mà thôi bán thánh thánh thú coi như ở trong hồng viễn sơn mạch cũng có thể coi là một phương vương giả dù hắn là thánh giả Muốn săn giết, cũng không dễ dàng như vậy. chừng một năm hơn hai mươi con. Trung đỉnh thuần vẫn còn có chút không thể tin được. Thánh thú bán thánh, đối chiến cường giả tòng thánh cũng không rơi xuống hạ phong. Coi như không bằng trung đỉnh thuần, chạy trốn vẫn có thể. Làm sao có thể chừng một năm, săn giết nhiều như vậy. Lại nói, trong hồng viễn sơn mạch, muốn tìm nhiều thánh thú như vậy cũng rất khó. Hình như có quan hệ tới vân vụ lính, có điều tin tức hơn 20 bán thánh thánh thú, chuẩn xác không sai, người không tin, có thể đợi bọn họ tỉ thí xong, tìm tên này hỏi một chút. Nghi trưởng lão nói, ân, cố nén nghi ngờ trong lòng, Trung Đình Thuần gật đầu. Vân vụ lĩnh nắm giữ tất cả thánh thú của toàn bộ Hồng Viễn Sơn Mạch, nếu như cùng cái này có quan hệ, tin tức hẳn là 89 phần 10. Trước đừng quản, tình huống hiện tại, người thân là viện trưởng, có thể ngăn cản hay không? thấy hai người còn có tâm tư đàm luận thánh thú, vệ nhiễm thuyết thực sự nhịn không được. việc cấp bách là hai người giao đấu, làm không cẩn thận sẽ chết người a. y sư sinh tử đấu là trải qua tổng bộ của y sư công hội đồng ý, một khi bắt đầu sẽ không cách nào ngừng. chúng ta nhúng tay rất dễ dàng gây nên mâu thuẫn. trung đỉnh thuần lắc đầu, không phải hắn không muốn quản, mà là không quản được. y sư sinh tử đấu thông qua huy chương trao đổi tổng bộ lúc này ngăn cản, chẳng khác nào đang đối kháng với toàn bộ công hội, coi như hắn là một trong thập đại danh sư, cũng làm không được điểm ấy. Quy củ, chính là quy củ, không thể phá. Nếu không phải như thế, hắn có thể nhìn vưu hư ở trên đài diễu võ dương ngoai. Khẳng định đã sớm xông lên đánh một trận. chương 1475, ta đã làm, người tùy ý một. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn bọn họ tự giết lẫn nhau? nghe được không cách nào khuyên can, vệ nhiễm tuyết nhịn không được nhìn qua. Nàng còn muốn tìm trương sư học tập kinh hồng vũ kỹ, nếu như xảy ra chuyện gì, học tập ai? Đừng có gấp, y sư giao đấu quả thực không cách nào ngăn cản, có điều, nếu quả thật nguy hiểm, có thể khuyên bọn họ từ bỏ, chỉ cần nhận thua. Tin tưởng lấy mặt mũi của chúng ta, một phương khác cũng không thể đuổi tận giết tuyệt. Triệu Bính Tuất nói, chỉ có thể làm như vậy. Vệ nhiễm tuyết sừng sốt một chút, cũng biết không có cách, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Mấy người dùng thánh giả ý niệm truyền âm, tốc độ cực nhanh, bên này nói xong, lúc này dưới đài mới xôn xao. Ở đây cơ bản đều là y sư, nghe được dùng độc tỉ thí, tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Đây cũng không phải y sư đánh cược đơn thuần, mà là sinh tử quyết đấu, làm không cẩn thận, chết. Thậm chí, hai cái đều có thể chết. Một học sinh cùng phó viện trưởng cược lớn như thế, tại sao có thể có lá gan như vậy lão sư lạc thất thất vừa tới liền nghe được tin tức này dọa đến gương mặt xinh đẹp tái đi tỉ thí dùng độc hồ yêu yêu đi theo bên người nàng thì nhíu mày không biết nghĩ cái gì nắm đấm kìm lòng không được siết chặt lấy ra độc dược của ngươi trao đổi của ta lấy trong vòng nửa canh giờ ai giải độc thành công trước người đó liền chiến thắng giải không được vậy thì chỉ trách học nghệ không tinh vưu hư vư cười to một tiếng con mắt tỏa sáng. Căn cứ chiến tích của đối phương, tỷ thí y thuật khẳng định là không cách nào vượt qua, mà giải độc. Chỉ sợ toàn bộ danh sư học viện, đều không người là đối thủ. Được, Trương Huyền gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Khóe miệng vung lên, cổ tay vưu hư khẽ đảo, một bình ngọc màu xanh sẫm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là của ta. Ngón tay búng một cái, dưới chân khí thúc động, cái bình chậm rãi bay tới. Trương Huyền tiện tay tiếp nhận. Còn không có mở bình, liền cảm thấy một cỗ lực lượng minh mông sao động ở trong đó, bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra. Minh Lý chi nhãn vận chuyển, cúi đầu nhìn sang. Lập tức nhìn thấy một cỗ khí thức màu đen, ở trong đó quanh quẩn, xem như thánh giả nhất trọng đỉnh phong dùng, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt phá hư kết cấu sinh lý, tử vong tại chỗ. Nhẹ nhàng mở nắp bình, một cỗ khí thức hung ác phun ra ngoài, người bình thường đừng nói dùng, coi như người một cái, cũng sẽ bị gạt bỏ. Đây là, độc gì? Dưới đài, khuôn mặt của Trung Đỉnh Thuần thay đổi. Thân là y sư học viện viện trưởng, y sư lục tinh đỉnh phong, có thể tùy tiện cảm thụ ra dược vật trong bình ngọc kinh khủng, xem như hắn đụng vào, chỉ sợ cũng cử tử nhất sinh, khó mà giải quyết. Độc này rất lợi hại. Nghi viện trưởng lo lắng. Đâu chỉ lợi hại, xem như ta, đừng nói nửa canh giờ, coi như 10 canh giờ, chỉ sợ cũng không tìm được phương pháp giải quyết. Trung đỉnh thuần lắc đầu. Ngươi cũng không giải quyết được. Như vậy. Khóe miệng mi viện trưởng co giật. Nhìn xem trương sư giải quyết như thế nào đi. Y thuật của hắn mạnh hơn ta. Ta không có cách. Có lẽ hắn có thể có thủ đoạn. Trung đỉnh thuần trần chờ một chút nói. Biết vị trương huyền này chiến tích to lớn. Biết y thuật của mình kém xa đối phương. Đã như vậy. Không bằng trước chờ một chút. Xem ra ngươi đã sớm chuẩn bị. Trương Huyền đóng nắp bình nhìn sang. Khó trách đối phương dám nói tỉ thí giải độc, độc dược này, quả nhiên đáng sợ. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được, đối với cường giả thánh cảnh cũng có hiệu quả, độc dược của ngươi đâu. Cười lạnh một tiếng, vư hư nhìn qua. Ta sao? Trương Huyền cau mày. Mặc dù nắm giữ chức nghiệp độc sư, nhưng nói thật, từ trước đến giờ không phối trí qua độc dược, chớ nói chi là dược vật có thể độc chết cường giả thánh cảnh. Để hắn trực tiếp lấy ra, quả thực không dễ dàng. Làm sao? Không có, nếu như không có, liền đại biểu ngươi thua." Vưu Hư nói. Định nội dung trận đấu, hắn lấy ra độc dược, nhưng đối phương không có, cũng là thua. Có thể nói, xác định hạng mục cuộc thi đấu này đã đứng ở thế bất bại. Hắn không tin, Hồng Viễn Đế quốc ai có thể nắm ra độc dược siêu việt hắn. Tự nhiên có, chờ một chút. Khoát tay áo, suy tư một lát, Trương Huyền dạo qua một vòng, con mắt rơi vào trên người mi viện trưởng cách đó không xa. Mi trưởng lão, người có thanh cam linh dịch không? Thanh cam linh dịch. Mi trưởng lão sừng sốt một chút, vẻ mặt lập tức cổ quái. Người nói là, nước tiểu của thánh thú. Vâng, nếu như có, có thể cho ta mượn một chút hay không? Trương Huyền nói, thanh cam linh dịch là nước tiểu của thánh thú, nhưng nói như thế chẳng phải lộ ra thấp kém sao. Đối với thánh thú, Nước tiểu là đồ vật ngày thường bài tiết, nhưng đối với linh thú cấp thấp, liền cực kỳ kinh khủng. Động vật đều dựa vào nước tiểu tới phân chia phạm vi thế lực, coi như đạt tới thánh giả cũng không ngoại lệ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1475